Tràng rể đại gia, Chu Dương. chương 761, thẩm vấn 1. Nhưng hứa du có thể đuổi đến kịp thời như vậy, chắc chắn đã sắp xếp người nằm vùng bên cạnh Nhậm Phong. Nhậm Phong thật sự lo lắng Chu Dương không phải đối thủ của đám người hứa du, sau đó hứa du đạt được mục tiêu, sẽ còn gây ra chuyện gì với gia đình bọn họ nữa. Dẫu sao chuyện thế này, mười mấy năm trước cũng không phải chưa từng xảy ra. Bố, không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Nhậm Nam nhẹ nhàng vỗ lên lưng Nhậm Phong, muốn Nhậm Phong thả lỏng một chút. Mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Không hề, mãi mãi cũng không trôi qua được, mặc dù cái tên Hứa Du kia không phải con cháu chi trưởng của Hứa gia, nhưng tốt xấu gì cũng là một tông sư võ giả, vẫn có thực lực không nhỏ ở Hứa gia, bây giờ cậu ta bị Chu Dương bắt giữ thì sẽ không thể tiếp tục liên hệ với bên phía Hứa gia, do đó Hứa gia nhất định sẽ nghi ngờ phái người đến đây lần nữa, đến lúc đó người của hứa ra có thể không chỉ đưa theo một tông sư võ giả đến đâu. Sắc mặt nhậm phong hơi khó coi, cũng không vui mừng vì chuyện hứa dù bị Chu Dương bắt giữ. Mà lời của nhậm phong lại một lần nữa khiến nhậm nam trầm xuống. Quả thật hứa dù đã bị Chu Dương bắt giữ, nhưng đó dẫu sao cũng là một mình hứa dù giao đấu với hai tông sư võ giả bên cạnh Chu Dương. Hứa dù mất tích, việc liên hệ với bên phía hứa ra sẽ đứt đoạt, nhất định hứa ra sẽ nghi ngờ sẽ phái người đến điều tra tung tích của hứa du đến lúc đó e rằng mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm có điều nhậm nam cũng chỉ nhất thời lo nghĩ trong lòng bà ấy quay đầu nhìn lên trên tầng đã không thấy bóng dáng nhậm thanh thanh đâu nữa bà đã mai danh ẩn tính ở biệt thự nhậm gia sống với thân phận thím ngô người giúp việc sống cùng bố con nhậm phong và nhậm thanh thanh nhưng vẫn mãi không thể nhận nhau đối với nhậm nam mà nói đó là một nỗi đau to lớn nhưng cũng chính vì sự sắp đặt lần này của hứa ra mà chu dương đã phá vỡ bí mật này tuy trước mắt nhậm thanh thanh sẽ khó mà tiếp nhận nhưng vẫn tốt hơn là luôn che giấu ít ra nhậm nam có thể trở về với đúng thân phận của mình sống cuộc sống mẹ con bình thường với nhậm thanh thanh sau khi rời khỏi bán sơn lan uyển nhóm người chu dương liền đi thẳng đến khách sạn huy hoàng lúc này những nơi mà chu dương có thể đi rất có hạn hoặc là đến biệt thự vịnh lục cảnh hoặc là đến trụ sở chính công ty Danh Dương, hay nhà của Tạ Linh Ngọc, câu lạc bộ Silver Lake, hoặc khách sạn Huy Hoàng. Nhưng dẫu sao mang theo đám người Hứa Du, thậm chí bên phía Hứa gia rất có thể sẽ tiếp tục phái người điều tra chuyện của Hứa Du, vì thế có nhiều nơi không thể đi. Trong biệt thự Vịnh Lục cảnh có bà Chu và Tô Hiểu manh nên không thích hợp, trụ sở chính công ty Danh Dương có quá nhiều người phức tạp thì càng không thích hợp, Chu Dương căn bản không muốn đến Tạ gia, còn về câu lạc bộ Silver Lake anh bỗng chốc mang theo nhiều người đến như vậy thì hơi khó coi hơn nữa rất dễ chuốc lấy phiền phức nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên đến khách sạn huy hoàng xử lý đám người hứa du ở chỗ hổ ra cũng khá ổn thỏa ha ha không ngờ chu dương đã nhanh chóng bắt được đám người của hứa ra như vậy vết thương trên người không sao chứ hổ ra nhìn thấy bốn người chu dương trở về lập tức cao giọng cười lớn chuyện xảy ra ở bán sơn lan uyển bào ca đã nói với ông ấy Hổ ra hết sức lo lắng khi nhìn thấy khắp người Chu Dương đều là vết thương bầm tím. Dù sao, hổ ra vẫn rất xem trọng Chu Dương, nếu anh bị thương, để lại di chứng gì đó thì sẽ không hay lắm. Không đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, bôi chút thuốc vài ngày là khỏi thôi. Chu Dương cười nói, cũng không để ý vết thương trên người mình. Có điều, bây giờ tôi cần mượn chỗ này của hổ ra, hỏi đám người hứa ra này một số chuyện. Yên tâm, tất cả tùy cậu tôi sẽ giúp cậu trông chừng. Hổ ra vẫy tay, bảo người đưa Chu Dương đi sắp xếp đám người của hứa du. Một phòng VIP nằm trong góc khuất nhất ở tầng 3 khách sạn Huy Hoàng, căn phòng này, bình thường đều không mở cửa đón khách, nó là căn phòng hổ ra dành cho bạn bè và những nhân vật quan trọng. Audio điện tử võ tấn bền Lúc này trong căn phòng, Chu Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, như xuyên ở bên cạnh, còn mười mấy người của hứa du đang ở trước mặt, vì bị chó chéo tay sau lưng, nên bọn họ không thể cử động. Chu Dương, tao khuyên mày tốt nhất hãy thả tao ra sớm một chút, nếu không đợi đến lúc phía hứa ra phát giác ra điều khác thường, lúc đó cho dù bên cạnh mày có hai tông sư võ giả thì cũng không đấu lại được đâu. Mặc dù hứa dù bị chó chéo tay, nhưng hắn hoàn toàn không chịu khuất phục, hắn chừng mắt nhìn Chu Dương, vẫn với vẻ uy hiếp như vậy, hơn nữa giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Hứa ra có phát giác được điều khác thường, có phái người đến nữa hay không thì tôi không quan tâm bây giờ tôi muốn hỏi anh vài chuyện tốt nhất anh nên trả lời thành thật nếu không e rằng anh sẽ không tránh khỏi chút nỗi đau ra thịt đâu chu dương hét lớn trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng nhiệt độ của cả căn phòng dường như giảm xuống một vài độ ha ha chu dương mày cũng xứng để đe dọa tao sao khinh bản chất hứa du rất kiên cường căn bản không tình nguyện phối hợp thậm chí còn nhổ nước bọt về phía chu dương anh dương để em. Chu Dương còn chưa phản ứng, Như Xuyên đã không nhẫn nhịn được nữa, bước thẳng lên một bước, tát một bà tai vào mặt hứa du. Bốp, âm thanh bà tai vang dội không ngừng vọng lại trong căn phòng. Bên má phải của hứa du lập tức sưng đỏ lên, trên mũi cũng không ngừng chảy máu, bộ dạng vô cùng thê thảm. Những người khác thấy vậy, cơ thể lần lượt run rẩy. Bọn họ đều biết, Như Xuyên là một tông sư võ giả chỉ một bà tai đã khiến hứa du một tông sư võ giả biến thành bộ dạng này nếu bà tai đó đánh vào mặt bọn họ thì sao mười mấy người kia căn bản không dám tưởng tượng bọn họ không ngừng run lẩy bẩy ánh mắt cũng lần lượt dịch chuyển căn bản không dám nhìn hứa du mạnh miệng à còn dám bất kính với anh dương sao mày tưởng bản thân mày là ai chứ như xuyên lớn tiếng quát vặn cổ tay không đợi hứa du lên tiếng thì một bà tai nữa đã giáng xuống bốp bốp Bốp, đánh xong liên tiếp ba bà tai, như xuyên mới chậm rãi lùi về. Lúc này, khuôn mặt hứa du đã không còn nhìn rõ mặt người nữa, quả thật là một trời một vực so với dáng vẻ ban đầu. Ngay cả Chu Dương nếu không cẩn thận phân biệt, cũng không nhận ra người này là hứa du. Trên mặt hứa du sưng vù lên, in hẳn cả mảng đỏ, hơn nữa trên mặt thậm chí đã rách một lớp da, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy mạch máu nhỏ li ti, trông vô cùng thảm hại đặc biệt là máu mũi hứa du không ngừng chảy ra, tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất. Khủ khủ, một chàng ho khan thở gấp kịch liệt, hứa du căn bản không chống đỡ nổi, ngã phịch trên mặt đất, hơi thở cũng uể oải không thôi. Chu Dương, mày, hừ, hứa du, anh đừng quên, anh là kẻ thất bại, nếu anh còn dám hỗn láo, thì tôi sẽ cho anh nếm càng nhiều nỗi đau ra thịt. Có điều, nếu anh đã cứng đầu không muốn nói, vậy tôi sẽ hỏi người khác vậy. Nói xong, ánh mắt của Chu Dương từ từ quan sát gương mặt của mười mấy người khác, khuôn mặt đầy vẻ trầm tư, dường như đang tìm kiếm người mà lát nữa anh muốn chất vấn. Chương 762: Thẩm vấn 2 Là cậu. Chu Dương nhìn thấy ánh mắt của một người không ngừng né tránh mình, hơn nữa gương mặt đã trắng bệch, lập tức đã chọn hắn. Chu Dương nhớ ra người này hình như là một bán bộ tông sư võ giả, trong đám người hứa dù có đủ sức mạnh để lọt vào top 4, cũng coi như là người có thực lực chủ đạo những thứ hắn hiểu biết cho dù không nhiều như hứa du nhưng hẳn cũng không thua kém cậu tên là gì nghe thấy chu dương hỏi mình quả thật hứa phi muốn cắn lưỡi tự tử bản thân đã cố gắng né tránh cố gắng cúi đầu thấp xuống chính là không muốn để chu dương để ý đến mình hỏi mình vấn đề gì đó thậm chí là ra tay với mình nhưng hứa phi không ngờ bất kể mình cúi thấp thế nào trốn tránh ra sao chu dương vẫn chọn mình Vừa nghĩ đến việc mình không trả lời câu hỏi của Chu Dương, rất có thể sẽ giống như hứa du, trong lòng hứa phi nhất thời lo sợ, tưởng như sắp khóc đến nơi. Lúc này hứa phi vô cùng hối hận, hắn ở hứa ra tuy không phải con cháu chi trường, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu chi thứ, hơn nữa tuổi còn trẻ đã là bán bộ tông sư võ giả, tương lai trong 5 năm tới nhất định sẽ đột phá thăng cấp trở thành tông sư võ giả. Nhưng nghe nói lần này có chuyện hay, hứa phi không nhịn được liền xin hứa du đưa mình ra ngoài xem thử, tiện thể cũng để biểu diễn tài nghệ võ thuật của mình, luyện tập một chút. Hứa Phi không ngờ, tất cả trước đó đều vô cùng thuận lợi. Nhưng khi chiến đấu trực tiếp với Chu Dương ở biệt thự nhậm ra thì bọn họ đã thua. Hơn nữa còn là thua triệt để, liên lụy đến con cháu chi thứ như hắn, tông sư võ giả hứa du cùng toàn bộ mười mấy người đều thua thảm hại. Tôi là Hứa Phi. Hứa Phi vội trả lời, hắn không muốn vì bất cứ lý do gì khiến Chu Dương tức giận, từ đó mà ra tay với mình vì thế hứa phi đã quyết định chỉ cần hắn biết câu trả lời thì sẽ nói ra toàn bộ không cần quan tâm đến những thứ khác như vậy chu dương sẽ không thể ra tay với hắn hứa phi tên hay đấy chu dương bật cười từ ánh mắt đầu tiên nhìn hứa phi anh đã biết đây nhất định là một người vô cùng quan trọng bởi vì trước đây trên đường đến khách sạn huy hoàng ánh mắt của hứa du luôn chăm chăm nhìn hứa phi hơn nữa trên gương mặt tràn đầy phiền muộn và lo lắng có thể khiến một tông sư võ giả có tâm trạng như vậy, tuyệt đối không phải người đơn giản, cho dù bản thân Hứa Phi là một bán bộ tông sư võ giả, cũng không thể khiến Hứa Du như vậy. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, địa vị của Hứa Phi ở Hứa gia cao hơn Hứa Du, hơn nữa rất có thể là con cháu của Hứa gia, cho dù không phải là con cháu chi trưởng thì cũng là con cháu chi thứ vô cùng quan trọng. Những thứ mà hắn biết nhất định sẽ không ít hơn Hứa Du. Hứa Phi, tôi hỏi cậu Viên ngọc mà các người nói rốt cuộc là cái gì? Chu Dương trầm giọng hỏi. Hứa ra lại có thể vì một viên ngọc không ai cần trong buổi bán đấu giá ở trường sa mà điều động nhiều người đến đối phó mình như vậy. Thế thì viên ngọc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chí ít cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của Chu Dương, trong đó rất có khả năng có bí mật gì đó không muốn người khác biết. Đặc biệt hiện trường buổi bán đấu giá lúc đó, có một sân khấu khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đến bây giờ Chu Dương cũng không tưởng tượng được, rốt cuộc đối phương đã dùng cách gì để làm được như vậy. Nếu là khoa học kỹ thuật, muốn chống đỡ một sân khấu khổng lồ lơ lửng như vậy thì cần có động lực không hề nhỏ. Mà muốn dùng động lực lớn như vậy chắc chắn sẽ tạo ra âm thanh lớn. Nhưng hiện trường lúc đó ngoài tiếng người nói chuyện, căn bản không có âm thanh máy móc nào khác. Kết hợp tình hình lúc đó với viên ngọc bây giờ hứa ra muốn có lại với nhau, Chu Dương cảm thấy mình có thể đã chạm đến một lĩnh vực vô cùng bí ẩn. Lĩnh vực này người bình thường không hay biết, thậm chí là nhiều người ở hiện trường lúc đó cũng không biết đến. Nếu không, nhiều người ở đó như vậy sao có thể không ai ra giá để giành viên ngọc này, mà lại để Chu Dương có được một cách dễ dàng như vậy. Thứ tôi biết cũng không nhiều, chỉ là nghe trưởng bối trong nhà nói viên ngọc đó liên quan đến một tư cách, còn cụ thể là tư cách gì, tôi cũng không biết hứa phi cẩn thận dè dặt liếc nhìn chu dương phát hiện sau khi mình nói xong sắc mặt chu dương không thay đổi quá lớn trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm chỉ cần chu dương không đánh hắn thì mọi chuyện đều dễ nói cậu không biết hay không muốn nói không bằng lòng nói xuyên tử hứa phi còn chưa vui mừng được bao lâu giọng nói của chu dương lại vang lên tiếp sau đó ngư xuyên chậm rãi đi đến trước mặt hứa phi trừng mắt nhìn hắn vung bàn tay lên dường như dây tiếp theo sẽ đánh thật mạnh vào mặt hắn Tôi thật sự không biết, tôi cũng chỉ nghe lén trưởng bối trong nhà nói chuyện, hình như có liên quan đến thế giới thần bí gì đó. Nhưng sao tôi biết được là thế giới thần bí gì chứ, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng không biết. Nhìn thấy Nghiêu Xuyên sắp ra tay, hứa phi vội vàng nói ra hết những chuyện hắn biết liên quan đến viên ngọc. Đây là chuyện của mấy tháng trước, lúc đó thỉnh thoảng hắn cũng đi qua phòng của bố mẹ hắn, nghe được bố mẹ ở trong phòng đang thảo luận về viên ngọc, chìa khóa của thế giới thần bí gì đó, là bằng chứng và là tư cách mà bọn họ nhất định phải nắm trong tay có điều lúc đó hứa phi say rượu toàn thân đều mơ hồ căn bản không nghe rõ những lời bố mẹ hắn nói nhưng lần này hứa du ra ngoài là nhận mệnh lệnh của gia chủ hứa gia đến tìm chu dương lấy viên ngọc hứa phi lập tức gắn kết lại viên ngọc trong lời nói của bố mẹ mà hắn đã nghe lén được do đó hắn muốn cùng hứa du ra ngoài xem thử sau khi hứa du nói xong nước mắt nước mũi tèm lem bộ dạng vô cùng thảm hại tôi thật sự chỉ biết như vậy, những thứ khác tôi không biết gì cả, tôi thật sự không biết mà, đừng đánh tôi. Hứa Phi nói xong lập tức quỳ xuống, cúi đầu xuống đất không ngừng van xin. Chu Dương nhìn bộ dạng của Hứa Phi, rồi lại phân tích tỉ mỉ lời hắn nói lúc nãy một lượt, cảm thấy Hứa Phi quả thật đã nói ra hết những gì hắn biết, anh lập tức ra hiệu với Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên gật đầu, đương nhiên đã hiểu ý của Chu Dương, nhưng cánh tay đang dơ lên cao vẫn chưa thu lại. Tôi hỏi cậu, trong hứa ra của các người, có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới tông sư võ giả? Như xuyên nghiêm giọng hỏi, giọng điệu vang vọng như gõ chuông, khiến mọi người đều khiếp sợ. Đương nhiên hứa phi cũng bị dọa sợ chết khiếp, cộng thêm bàn tay to lớn kia vẫn luôn dơ trên đỉnh đầu, hắn căn bản không dám che giấu điều gì. Người thuộc cảnh giới tông sư võ giả đã được coi là cao thủ vô cùng mạnh mẽ, ở bên ngoài cũng rất khó gặp. Thông thường, một tông sư võ giả đủ để trở thành một phần chống đỡ của một gia tộc hạng nhất. Mặc dù hứa ra là gia tộc ẩn giật, có tông sư võ giả tồn tại nhưng cũng không nhiều lắm. Cụ thể thì tôi cũng không biết, nhưng chắc là hơn 10 người, không đến 20 người. Hứa Phi vội nói, người hắn biết có gần 13 người, cộng thêm một vài trưởng lão và vệ sĩ của gia tộc, có thể có khoảng 20 người. Điều tôi nói đều là thật, tuyệt đối không lừa anh. Chương 763, thẩm vấn 3. Chu Dương khẽ gật đầu, đương nhiên anh biết hứa phi không dám nói dối. Nhưng cho dù là gia tộc ẩn giật hứa ra, có lẽ cũng không dễ dàng có được nhiều tông sư võ giả như vậy. Những điều hứa phi nói, Chu Dương không tin tưởng hoàn toàn. Trong một gia tộc ẩn giật rốt cuộc có bao nhiêu tông sư võ giả, nhất định không thể biết được qua vẻ bề ngoài và gia tộc cũng không dễ dàng nói cho đám con cháu biết có bao nhiêu tông sư võ giả trong gia tộc. Chu Dương đoán, e rằng toàn bộ hứa ra cũng chỉ có gia chủ mới biết rõ rốt cuộc gia tộc có bao nhiêu tông sư võ giả. Về phần những điều người khác biết, chẳng qua chỉ là những gì gia chủ muốn để cho họ biết mà thôi, hoàn toàn không chắc chắn. Hứa Phi, tôi lại hỏi cậu, hứa ra rốt cuộc ở đâu? Ánh mắt Chu Dương sáng rực, nhìn hứa Phi chầm chầm. Đây là chuyện vô cùng nhạy cảm, liên quan đến vấn đề then chốt của gia tộc ẩn giật. Vấn đề như vậy, ở một gia tộc ẩn giật như hứa ra nhất định yêu cầu rất nghiêm khắc. Thậm chí, rất có thể một khi trong gia tộc có người tiết lộ vị trí của gia tộc sẽ bị diệt khẩu. Có điều, hứa ra là gia tộc ẩn giật đầu tiên Chu Dương biết đến, cũng là gia tộc ẩn giật đầu tiên anh tiếp xúc, việc này có ý nghĩa rất quan trọng với Chu Dương. Dẫu sao, Đông Hải xuất hiện một gia tộc ẩn giật đầu tiên, có thể sẽ có cái thứ hai, vậy thì cả nước sẽ có bao nhiêu gia tộc ẩn giật. Mặc dù trong giai đoạn này, Chu Dương có thể không tiếp cận được bọn họ, nhưng mục tiêu cuối cùng của Chu Dương là trở lại Chu gia, với vị thế của Chu gia thì việc va chạm với những gia tộc ẩn giật như vậy là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, Chu Dương đoán trên đường anh trở lại Chu gia chắc chắn sẽ gặp sự tập kích từ gia tộc ẩn giật. Cái gì? Anh, chuyện này tôi thật sự không biết, tôi không thể nói, nói ra tôi sẽ chết chắc, cho dù anh đánh tôi thế nào tôi cũng không nói được. Hứa Phi trừng mắt nhìn Chu Dương, vẻ mặt không thể tin được hắn không ngờ Chu Dương sẽ hỏi như vậy. Hứa Phi đương nhiên biết vị trí của hứa ra, nhưng hắn không thể nói, dù chỉ một chữ hay bất kỳ thông tin hữu ích nào cũng không thể tiết lộ. Bằng không, theo quy tắc của gia tộc, bất cứ ai tiết lộ vị trí của gia tộc đều sẽ bị xử lý. Cách xử lý thế nào, lúc nhỏ hứa Phi đã được chứng kiến một lần, khi ấy có kẻ tiết lộ vị trí của hứa ra, bị người của hứa ra bắt được, liền bị giết chết ở từ đường gia tộc từ đó hứa phi luôn khắc sâu quy tắc nghiêm khắc này của gia tộc trong tâm trí vậy nên lúc này khi nghe câu hỏi của chu dương hứa phi sợ đến hồn bay phách lạc một khi hắn nói ra dù bây giờ hắn đang ở trong tay chu dương thì thứ chờ đón hắn cuối cùng vẫn là cái chết hứa phi không muốn chết thà giống hứa dù bị tông sư võ giả nghiêu xuyên đánh còn hơn là chết chu dương không nói gì biểu hiện của hứa phi đúng như dự đoán của anh hứa ra là gia tộc ẩn giật Vậy nên vị trí chính xác của gia tộc tất nhiên là một nơi cực kỳ bí mật, không dễ gì để người khác biết. Chỉ là, Chu Dương không ngờ rằng, quy tắc của hứa gia nghiêm khắc đến vậy, thực sự sẽ giết chết người tiết lộ vị trí của gia tộc. Nhìn tình trạng của hứa phi lúc này, chắc chắn hắn đã tận mắt chứng kiến việc gia tộc giết chết người để lộ vị trí gia tộc. Vì vậy hứa phi mới nhất quyết không nói, thà bị nghiêu xuyên đánh như hứa du còn hơn. Chu Dương cũng không thực sự muốn biết vị trí của hứa gia, có quy tắc nghiêm khắc như vậy, cho dù có hỏi thế nào bọn nhất định sẽ không nói ra. Có điều, những thông tin vừa có được cũng đã đủ. Chu Dương đã có được vài manh mối liên quan đến chuyện Hứa gia nôn nóng muốn có được viên ngọc đó. Bằng chứng về cảnh giới thần bí, tư cách, còn cả thực lực của Hứa gia, có ít nhất hơn 10 tông sư võ giả. Đây là một lực lượng mà lúc này anh hoàn toàn không thể đánh bại được. Nếu như Hứa gia có đủ tham vọng với viên ngọc này, nhất định phải lấy nó bằng được, có lẽ Chu Dương thực sự không giữ nổi. Tuy nhiên trước nay Chu Dương chưa bao giờ là người dễ dàng khuất phục. Chiến đấu mới là chân lý. Bây giờ Chu Dương không có cách, không có nghĩa là về sau cũng không có. Ít nhất, khoảng thời gian hứa ra nhận ra đã mất liên lạc với hứa du và phái người đi tìm hắn cũng đủ để Chu Dương chuẩn bị vài thứ. Sau đó, Chu Dương lại tìm mấy người nữa hỏi vài câu hỏi thông thường, Cơ bản toàn là trong thời gian này họ làm thế nào, thông qua thủ đoạn gì lấy được cửa hàng kinh doanh của công ty danh Dương, từng hợp tác với ai. Thấy những câu hỏi của Chu Dương đều là những câu hỏi cơ bản, không hề có vấn đề đặc biệt quan trọng nào, mấy người bị hỏi đều trả lời tương tận, ít nhất như vậy họ cũng không bị đánh giống hứa du. Hai giờ sau, Chu Dương và Nghiêu Xuyên mới bước ra khỏi phòng. Mười người đó đều bị Nghiêu Xuyên chói chặt, tạm thời nhốt ở đó. Đi! chúng ta đi tìm hổ ra lần này có thể sẽ cần ông ấy giúp chu dương mỉm cười cảm thấy mình đột nhiên trở thành người quan trọng trong mắt một gia tộc ẩn giật cũng hơi bất ngờ ngoài ra còn có chút đắc ý dẫu sao người khác có lẽ chưa từng nhận được cách đối đãi như vậy chu dương thế nào rồi hỏi được kha khá rồi chứ hổ ra vẫy tay bảo chu dương ngồi xuống cười hỏi hổ ra cung cấp cho chu dương một phòng vip để anh và nghiêu xuyên tự mình vào tra hỏi cũng không sắp xếp ai khác vào cùng, đây chính là sự tôn trọng của hổ gia với Chu Dương. Chu Dương biết rõ điều này, nên anh có cảm tình rất tốt với hổ gia. Ít nhất, hổ gia phân định mọi chuyện rất rõ ràng, biết chuyện gì có thể can thiệp, chuyện gì không nên nhúng tay vào. Hỏi được khá nhiều rồi, trước mắt cũng không có phiền phức gì, chúng ta bắt đám hứa du đi thì liên lạc giữa hứa du với hứa gia sẽ bị cắt đứt, đợi tới khi hứa gia phát hiện ra, nhất định sẽ cho người tới điều tra, tôi lo lúc ấy sẽ khá rắc rối. Chu Dương lắc đầu, bất lực nói. Không phải Chu Dương kể khổ với hổ ra, mà thực sự đây là lần đầu tiên Chu Dương gặp phải chuyện này, không biết nên làm thế nào. Chu Dương có kinh nghiệm đối phó với gia tộc hạng nhất và gia tộc hạng hai. Thế nhưng lần này là đối đầu trực tiếp với một gia tộc ẩn giật, Chu Dương không những chẳng có chút kinh nghiệm nào, mà còn chưa hiểu rõ về hứa ra, chỉ biết nửa vời, hoàn toàn không rõ thực lực của hứa ra như thế nào. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Dương hơi luống cuống, hoang mang không biết làm sao cũng là điều bình thường. chương 764, lại đến câu lạc bộ Silver Lake. Ha ha, đúng là gặp phiền phức rồi, mặc dù cậu bắt được hứa du, nhưng dù sao hứa ra cũng là một gia tộc ẩn giật, tông sư võ giả trong gia tộc đó tuyệt đối không ít, nếu hứa ra thực sự ra tay, cho dù tôi giúp cậu, cũng khó mà chống đỡ nổi hổ ra cũng cười gượng. Hổ ra cũng đồng cảm với tình hình Chu Dương gặp phải, dù sao, chuyện xảy ra năm đó, bây giờ nhớ lại, trong lòng hổ ra vẫn còn run dày. Gia tộc ẩn giật chắc chắn là thế lực người bình thường không thể tưởng tượng nổi, sợ rằng ngay cả gia tộc hãng nhất ở trước mặt gia tộc ẩn giật cũng chỉ như hoa trong gương trăng trong nước, chạm nhẹ là vỡ tan. Có điều tôi cũng không thể nản lòng, bây giờ đã biết được vì sao hứa ra gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ tranh thủ nghĩ cách trong khoảng thời gian hứa ra phát hiện ra điều bất thường, phái người đến đây. Chu Dương nhìn hổ ra, cười nói. Có điều, tới lúc đó nếu tôi cần hổ ra giúp đỡ, hy vọng hổ ra có thể ra tay tương trợ, dù là trợ giúp chút thanh thế cũng được rồi. Ha ha, Chu Dương, cậu yên tâm, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi, đến khi ấy, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thời gian này cậu cố gắng chuẩn bị kỹ càng nhất có thể, tôi sẽ giúp cậu để ý chuyện ở Đông Hải, có thay đổi gì tôi bảo bảo ca đến báo cho cậu. Hổ ra cười sảng khoái. Tạm biệt hổ ra, Chu Dương và Nhiêu Xuyên rời khỏi khách sạn Huy Hoàng. Chu Dương cũng nhờ hổ ra phái người đi chăm sóc mười mấy người kia, không để họ chết đói là được. Lúc Chu Dương quay về vịnh lục cảnh thì trời cũng đã muộn. Bà Chu và Tô Hiểu Manh bận rộn cả buổi chiều chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Lúc Chu Dương về nhà, bữa tối vừa mới chuẩn bị được một nửa. Anh Chu Dương, anh về rồi, ôi, anh Chu Dương, anh sao vậy, anh bị thương rồi à? Tô Hiểu Manh nghe thấy tiếng động, biết ngay là Chu Dương đã về, lập tức chạy ra đón anh. Nhưng khi Tô Hiểu Manh nhìn thấy trên người anh đầy vết bầm tím, liền sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, hai mắt Tô Hiểu Manh đỏ ửng, không nghĩ ngợi gì nhào thẳng vào lòng Chu Dương, ôm chặt lấy anh, nhìn vết thương trên cánh tay Chu Dương, cô vô cùng đau lòng khóc nấc lên bà chu ở trong bếp nghe thấy tiếng la hét của tô hiểu manh cũng vội vã chạy ra thấy vết thương trên người chu dương mắt bà chu cũng đỏ hoe mặc dù không khóc nhưng vành mắt cũng ươn ướt chu dương à con sao vậy đánh nhau với ai à con bị sao rồi có đau không bà chu vội vàng kéo chu dương ngồi xuống ghế sofa cẩn thận kiểm tra vết thương trên người chu dương chẳng mấy chốc bà chu và tô hiểu manh đều thấy rõ những vết thương trên người chu dương không chỉ trên cánh tay trước ngực sau lưng thậm chí chân cũng có xem ra chu dương vừa trải qua một trận chiến rất ác liệt bỗng chốc hai người phụ nữ không kìm được nước mắt một lớn một nhỏ một người nắm tay chu dương một người nhào vào lòng chu dương ai không biết còn tưởng chu dương sắp chết đến nơi mẹ hiểu manh con không sao chỉ bị thương ngoài da không phải đau lòng đến mức đó đâu chu dương bất lực trợn mắt chu dương không ngờ khi bà Chu và Tô Hiểu Manh nhìn thấy những vết thương trên người anh, họ lại có phản ứng lớn đến vậy. Chu Dương, con làm gì ở bên ngoài, mẹ cũng mặc kệ, nhưng con cẩn thận chút có được không, trên người nhiều vết thương như vậy. Nhìn vết thương của Chu Dương, bà Chu không nhịn được mà rơi lệ, cho dù Chu Dương giải thích đi giải thích lại, bà vẫn không kiềm chế được. Chu Dương cũng hết cách, đành để bà Chu khóc, chỉ cần bà khóc xong mới có thể từ từ nói chuyện. Mẹ à, con không sao, còn đói quá, mọi người nấu cơm rồi đúng không, mau đi ăn cơm nào. Có điều, bà Chu khóc gần 10 phút Chu Dương không nhẫn nhịn nổi nữa, vội chuyển rời sự chú ý của bà Chu. Ôi trời, đồ ăn sắp chín rồi, hiểu manh, nhanh lên nào. Quả nhiên nghe thấy Chu Dương nói vậy, bà Chu lập tức nhớ đến món ăn đang nấu trong bếp, nhanh chóng kéo tô hiểu manh vào. Nhìn hai người trở lại phòng bếp, Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ hai người phụ nữ lại đa sầu đa cảm đến vậy, nhưng nhìn lại mấy vết thương trên người mình Chu Dương cũng cảm thấy không ổn, phải nhanh chóng làm vết thương lành lại, nếu không lúc ra đường có khi anh sẽ bị xem là thanh niên hư đốn mất. Vì Chu Dương bị thương nên lần này anh được nhận đãi ngộ như hoàng đế. Ngay cả ăn cơm cũng được Tô Hiểu manh đút từng miếng một. Chu Dương muốn tự mình ăn thì lại bị bà Chu cương quyết phản đối. Sau bữa tối, Chu Dương bôi thuốc dưới sự giám sát của bà Chu rồi trở về phòng với ánh nhìn chăm chú của hai người phụ nữ ôi vừa trở về phòng đóng cửa lại chu dương khẽ rên lên ban nãy bôi thuốc tôi hiểu manh cứ muốn đụng tay vào không biết nặng nhẹ bây giờ chu dương cảm thấy đau nhức ở chỗ tôi hiểu manh vừa bôi thuốc chu dương nằm trên giường lại nghĩ đến chuyện của hứa ra viên ngọc này rốt cuộc là thứ gì anh lấy viên ngọc ra để ở trước mặt cẩn thận xem xét nhưng thấy viên ngọc này vô cùng bình thường hoàn toàn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Nguyên nhân hứa ra muốn có được viên ngọc này, theo những gì hứa phi nói thì nó có liên quan đến một thế giới thần bí và tư cách để vào trong thế giới thần bí đó. Bây giờ Chu Dương vẫn chưa hiểu lời nói của hứa phi có ý gì. Lại còn thế giới thần bí. Đây cũng không phải là tiểu thuyết giả tưởng, động một tí là lôi mấy chuyện huyền bí ra. Dù sao Chu Dương sống hơn 20 năm cũng chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ thế giới thần bí nào. Xem ra phải đi hỏi Trần Thế Hào mới được." Chu Dương lẩm bẩm. Lúc trước ở Tương Tây, là Trần Thế Hào đưa Chu Dương đến trang viên đó tham gia buổi bán đấu giá. Vì vậy, ít nhất Trần Thế Hào sẽ biết vài chuyện mà Chu Dương không biết, có thể Trần Thế Hào cũng có chút manh mối về viên ngọc này. Ngày mai đến câu lạc bộ Silver Lake hỏi thử, hôm nay nên nghỉ ngơi một đêm, trên người vẫn còn cảm thấy đau." Chu Dương chạm nhẹ vào vết thương trên cơ thể, không suy nghĩ nữa, liền ngủ thiếp đi một đêm yên giấc. Sáng sớm hôm sau Chu Dương thức dậy. Tắm rửa và ăn bữa sáng do bà Chu chuẩn bị xong liền vội vàng đến câu lạc bộ Silver Lake. Tuy nhiên Chu Dương không biết rằng, câu lạc bộ Silver Lake giờ phút này đang vô cùng náo nhiệt. Câu lạc bộ Silver Lake. Trong phòng VIP ở tầng 2, lúc này đang có 4 người. Nếu Chu Dương ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra mấy người này, bởi họ đều là người quen. Lý Minh Phong, Thái Hùng, Đinh Phàm, Tôn Kiệt. Bốn người đang ngồi cùng nhau, khuôn mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ căm hận. Chương 765, người quen. Mẹ Kiếp, ở trong nhà thời gian này đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, tất cả là tại cái tên Chu Dương đó. Lý Minh Phong đấm nắm tay xuống mặt bàn, trong đáy mắt đầy sự tức giận. Khi những người khác nghe thấy vậy, tất cả cũng đều lần lượt thể hiện bộ dạng đó. Ai nói không phải chứ? Lần trước tôi phải chịu thua thiệt dưới tay Chu Dương, sau khi về nhà Tôi còn bị các vị trưởng bối dạy dỗ một trận. Nhưng ai biết Chu Dương có quan hệ sâu sắc như vậy với Trần Thế Hào chứ? Ha ha, xuất thân của Chu Dương tuy đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Chưa nói đến những thứ khác, hiện giờ công ty Danh Dương đang có đà phát triển mạnh mẽ. Theo đánh giá của một số cơ quan, trong vòng 6 tháng tới, quy mô của công ty Danh Dương sẽ không ngừng tăng lên, thêm vào đó, Chu Dương có quan hệ rất tốt với Tô gia. Ngay cả thiếu gia Tô gia Tô Vĩ cũng thường xuyên theo sau mông Chu Dương. Nhiều người lần lượt nói về tình hình gần đây của mình, nhưng Tôn Kiệt lại kể về tình hình của Chu Dương. Dù sao, tuy rằng Lý Minh Phong ghét Chu Dương, nhưng có thể bọn họ không biết nhiều về tình hình của Chu Dương. Ngay cả khi họ biết được một số chuyện từ miệng người khác, nhưng làm sao có thể so được với người vẫn luôn theo dõi Chu Dương như Tôn Kiệt chứ? Cho đến giờ Tôn Kiệt vẫn còn nhớ lần Rocket Girl đến Đông Hải biểu diễn, Hắn đưa gái đi xem buổi biểu diễn, ở lối vào cung thể thao, hắn đã bị người đại diện của Rocket Girl chế nhạo và làm mất thể diện. Đặc biệt là Chu Dương, anh hoàn toàn không coi tôn Kiệt ra gì. Điều này khiến tôn Kiệt không thể nguôi ngoai trong suốt một thời gian dài. Đối với việc Rocket Girl bị ám sát trong buổi biểu diễn, tôn Kiệt cười nhạt, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì không giết được người phụ nữ đó và cũng không lấy được mạng của Chu Dương. Hừ, thiếu gia của Tô gia, tên Tô vĩ đó hả? cái tên yếu xìu đó thì có bản lĩnh gì chứ? Phải đó, Tô Gia cũng chỉ có thể oai phong được vài năm nữa thôi. Thực lực của Tô Gia hiện giờ căn bản không xứng với địa vị gia tộc hạng nhất. Mọi người nói xem, Chu Dương có tới đây nữa không? Chúng ta ở đây, hắn sẽ không đến gây phiền phức chứ? Hừ, chúng ta không kiếm hắn gây chuyện đã là tốt lắm rồi. Nếu hắn dám đến làm phiền chúng ta, cho dù đây là câu lạc bộ Silver Lake, tôi cũng phải khiến cho hắn không được yên thân. Trời ơi, tên hung thần đó lại đến rồi kìa. Tên hung thần nào? Chính là Chu Dương đó. Chu Dương là ai? Chuyện này mà cậu không biết à? Chính là người đã khiến Lý Minh Phong, Thái Hùng, Đinh Phạm chịu tổn thất lớn ở đây, hiện giờ trong câu lạc bộ Silver Lake này không ai dám dây vào hắn. Thật là đáng sợ, nhưng hình như vừa rồi tôi đã nhìn thấy Lý Minh Phong, Thái Hùng, còn có cả Đinh Phạm nữa cũng đều ở đây, sao không thấy họ ra mặt nhỉ? Đột nhiên bên ngoài phòng vip có tiếng động thái hùng vốn định nổi giận nhưng khi nghe những người bên ngoài đang bàn tán xôn xao hắn chợt im lặng trong toàn bộ căn phòng vip bầu không khí hừng hực muốn tìm chu dương tính sổ vừa xong lập tức đông lại cả bốn người đều yên lặng ngay cả động tác uống nước cũng nhỏ hơn rất nhiều mọi người nói xem chu dương đến đây làm gì lẽ nào hắn biết hôm nay chúng ta tới đây nên muốn kiếm chuyện lý minh phong nuốt nước bọt khẽ hỏi trong bốn người ở đây, Lý Minh Phong cảm thấy mình là người tệ nhất, không chỉ bị Chu Dương dạy dỗ một trận nên thân mà còn bị anh tống tiền 50 triệu. Không biết, tốt hơn hết hắn đừng nên tới tìm chúng ta, nếu không hôm nay chắc chắn tôi sẽ khiến hắn phải lãnh đủ. Phải đó, không sai. Thái Hùng và Đinh Phàm nói một cách đay nghiến. Phòng họp trên tầng 3. Chu Dương đã nói sơ qua với Trần Thế Hào về sự việc trên đường tới đây điều mà chu dương cần biết bây giờ là rốt cuộc viên ngọc bán đấu giá tại trường sa mà anh đã giành được có tác dụng gì còn thế giới thần bí gì đó mà hứa phi nói đến chu dương cũng không coi trọng đã xử lý xong chuyện bên chỗ hứa ra chưa trần thế hào nhấp một ngụm trà nhìn thấy vết sẹo trên người chu dương khẽ cười nói trên người chu dương có thương tích đương nhiên là đã giao đấu với người khác mà gần đây những người có thể khiến chu dương ra tay e là chỉ có đám người hứa ra thôi lúc này chu dương có thể toàn vẹn ngồi ở trước mặt trần thế hào như thế này ông liền biết ngay anh đã xử lý xong đám người hứa ra đó rồi ừ trong đám người hứa ra phái tới lần này có một người là tông sư võ giả không trở thành mối uy hiếp với tôi có điều lần sau người mà hứa ra phái đi e rằng sẽ không dễ đối phó như vậy chu dương lắc đầu có chút bất lực yên tâm đi dù sao cậu cũng là người thừa kế của chu gia cho dù là hứa gia cũng không dám thực sự làm gì cậu hơn nữa còn có tôi ở đây và cả một vài thế lực của chu gia cậu đừng có xem thường sức ảnh hưởng của chu gia ở trong nước trần thế hào nói khẽ không nói nhiều lời viên ngọc lần này cậu đang nói đến là cái gì đây chính là món đồ này cái này là trước đây ông đưa tôi đến buổi đấu giá ở trường sa tôi đã đấu giá thành công lúc đó cũng không tốn nhiều tiền lắm khoảng hơn 2 triệu nhân dân tệ. Cái mà hứa ra đang tìm chắc là cái này, vậy nên chỉ riêng thu mua 8 cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương, họ đã chấp nhận chi không dưới 500 triệu. Chu Dương lấy viên ngọc ra, đưa cho Trần Thế Hào để ông ấy xem xét. Nếu có ai có thể giải quyết được sự nghi hoặc của Chu Dương lúc này thì chỉ có Trần Thế Hào mà thôi. Trần Thế Hào cầm lấy viên ngọc và xem xét nó cẩn thận. Ông ấy có chút ấn tượng với viên ngọc này hình như Chu Dương đã bỏ ra hơn 2 triệu để mua nó, nhưng ông cũng không để tâm lắm, chỉ là ông không thể ngờ hứa ra lại vì viên ngọc này mà nhắm đến Chu Dương. Trần Thế Hào soi xét gần 3 phút đồng hồ, nhưng vẫn không nhìn ra được bên trong có điều gì khác lạ. Tôi không nhìn ra, viên ngọc này trông thì có vẻ giống như các viên ngọc bình thường khác, không có chỗ nào đặc biệt cả. Trần Thế Hào đưa lại viên ngọc cho Chu Dương và lắc đầu bất lực. Tuy nhiên, nếu cậu thực sự muốn khám phá nguồn gốc và tác dụng của viên ngọc này có lẽ tôi có thể giới thiệu cho cậu một người trần thế hào suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên nói chu dương cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú liền hỏi ngay lập tức là ai vậy người này thật ra cậu đã từng tiếp xúc với cô ấy nhưng chưa từng gặp mặt đây là danh thiếp của cô ấy trần thế hào cười nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp chu dương cầm lấy danh thiếp nhìn thấy tên trên đó không nghĩ ngợi gì, nhưng vừa nhìn thấy chức vị của đối phương thì hơi sừng sốt, đồng tử co rút lại. Thủy Băng Nguyệt, Tổng Giám Đốc của Thúy Hồ Cư. Lúc này, Chu Dương mới nhớ tới những chuyện trước đây ở Thúy Hồ Cư. Dự án hoạt chất làm trắng của công ty danh Dương là buổi lễ ra mắt được tổ chức tại Thúy Hồ Cư. Lúc đó bà chủ của Thúy Hồ Cư đã tặng họ một món quà nhỏ và mời họ dùng một bữa ăn thịnh soạn. Đây chắc chắn là một trải nghiệm khó quên đối với Chu Dương, người chưa từng được hưởng cuộc sống giàu sang vào thời điểm đó. Chỉ là Chu Dương không ngờ rằng Trần Thế Hào lại quen biết bà chủ của Thúy Hồ Cư. Hơn nữa xem ra ngay cả Trần Thế Hào cũng không thể phân biệt được viên ngọc này, mà Thủy Băng Nguyệt lại có thể nhìn ra thứ gì đó. Ông Trần, cô Thủy Băng Nguyệt này cũng là người của Chu Gia sao? chương 766, trở lại Thúy Hồ Cư. Trước kia, trong buổi lễ ra mắt dự án hoạt chất làm trắng ra được tổ chức tại Thúy Hồ Cư, Chủ nhân của Thúy Hồ cư đã tặng một phần quà nhỏ cho Chu Dương, mời bọn họ ăn bữa cơm. Lúc đó Chu Dương còn thắc mắc, mình vốn không quen biết người của Thúy Hồ cư, tại sao chủ nhân của Thúy Hồ cư lại lịch sự như vậy? Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Chu Dương đã dần dần quên đi chuyện này. Không ngờ rằng, hôm nay đến chỗ của Trần Thế Hào, lại có một bất ngờ ngoài ý muốn. Chu Dương cảm thấy kỳ lạ, nếu thủy băng nguyệt của Thúy Hồ cư là người của Chu gia, lẽ nào thủy băng nguyệt cũng đã sớm biết thân phận người thừa kế của chu gia của anh rồi sao thế nhưng lúc đó tại sao cô ấy không đến gặp mình cô ấy là người của chu gia nhưng cũng không phải người của chu gia chuyện này thật ra rất phức tạp không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát nhưng đợi cậu đi gặp cô ấy thì cậu sẽ hiểu toàn bộ thôi trần thế hào dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó trên mặt nở nụ cười nụ cười này là về một hoài niệm từng trải qua Tuy nhiên nó khiến Chu Dương không ngừng suy nghĩ, Trần Thế Hào và Thủy Băng Nguyệt sớm đã quen biết nhau, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Vậy tôi đi chào hỏi cô ấy. Từ biệt Trần Thế Hào, Chu Dương rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake, đi đến Thúy Hồ cư. Lúc này, bốn người trong phòng VIP ở câu lạc bộ Silver Lake đột nhiên thở phào nhẹ nhõm khi nghe Chu Dương rời đi. Bọn họ cũng không biết tại sao lại có một cảm giác sợ hãi khi nghe đến tên của Chu Dương họ không dám nhớ lại chuyện ở đây lúc trước. Đùa sao, bọn họ là ai chứ? Người của Lý Gia, Thái Gia, Đinh Gia và Tôn Gia, nhóm của Thái Gia và Lý Gia kém nhất cũng đứng đầu trong số những gia tộc hạng hai. Từ trước đến nay chỉ có người khác sợ bọn họ, chứ họ chưa sợ ai bao giờ. Đáng ghét, tên Chu Dương này, đừng bao giờ rơi vào tay tôi, bằng không tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Chu Dương không biết những người trong phòng VIP của câu lạc bộ Silver Lake kia là ai, nói những gì, lúc này anh lái xe mất gần một tiếng mới đến Thúy Hồ Cư. Thúy Hồ Cư là một khách sạn 5 sao, mặc dù khách sạn lớn 5 sao ở Đông Hải rất nhiều, nhưng tổng hợp lại để so sánh thì Thúy Hồ Cư là một khách sạn 5 sao cao cấp nhất trên khắp Đông Hải. So với khách sạn lớn như Huy Hoàng, Thúy Hồ Cư có một ý nghĩa rất quan trọng trong lòng những người dân ở Đông Hải. Thậm chí, vài đơn vị sẽ tổ chức một số nghi lễ và yến tiệc tại đây. Lúc Chu Dương đến Thúy Hồ Cư, vẫn có xe chạy tới chạy lui tiếng người ồn ào trước cổng khách sạn thúy hồ cư những chiếc xe sang trọng không ngừng lướt qua còn chiếc bmw chu dương đang lái chỉ là một chiếc xe bình thường mà anh mượn thẩm bích quân dùng tạm một thời gian đi vào thúy hồ cư nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc bên trong chu dương ngẩn ngơ một hồi nhớ lại buổi lễ ra mắt dự án hoạt chất làm trắng da của công ty danh dương được tổ chức ở đây từng cảnh tượng vẫn hiện ra ngay trước mắt thế mà trước mắt đã hết nửa năm rồi. Chu Dương cũng không còn là người thanh niên non nớt khi đó nữa. "Chào cô, xin hỏi tổng giám đốc của các cô có đây không?" Chu Dương đến quầy lễ tân, hỏi thẳng. Vừa dứt lời, hai nhân viên ở quầy lễ tân đột nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn Chu Dương như đang nhìn một kẻ ngốc. "Tổng giám đốc của Thúy Hồ cư là ai chứ? Đó là người có thân phận cao quý. Thậm chí, rất nhiều nhân viên trong Thúy Hồ cư đều chưa từng gặp tổng giám đốc." nhưng bây giờ lại có người đến hỏi tổng giám đốc ở đây không cho dù có ở đây lẽ nào anh còn muốn làm gì anh hỏi cái này làm gì anh nghĩ rằng tổng giám đốc của chúng tôi là ai một cô lễ tân liếc nhìn chu dương lãnh đạm nói không quan tâm đến anh mặc dù chu dương khá ưa nhìn nhưng quần áo trên người rất bình thường không phải hàng hiệu trông giống một người bình thường cô lễ tân mỗi ngày đều nhìn thấy không biết bao nhiêu người bình thường như vậy thậm chí cô ta cũng gặp khá nhiều những người thành đạt. Thế nhưng chưa ai đến đây, đứng trước quầy lễ tân của Thúy Hồ Cư thẳng thường hỏi Tổng Giám Đốc đang ở đâu. Muốn làm gì? Sao không tự soi lại mình xem, một người bình thường có thể gặp được Tổng Giám Đốc của Thúy Hồ Cư sao? Chu Dương cũng hơi sướng sờ, đương nhiên anh hiểu, hình như cô lễ tân này không có cảm tình với anh. Nhưng Chu Dương cũng không quan tâm lắm, hôm nay anh đến tìm Thủy Băng Nguyệt, vậy thì chắc chắn phải gặp được đối phương. Có người giới thiệu tôi đến tìm tổng giám đốc của các cô hỏi chút chuyện, phiền cô thông báo một tiếng. Đáng lẽ ra Chu Dương có thể gọi điện thoại, nhưng trên danh thiếp Trần Thế Hào đưa cho anh lại không có số điện thoại của Thủy Băng Nguyệt, mà Trần Thế Hào cũng không biết số điện thoại của cô ấy. Cho nên Chu Dương muốn gọi điện cho Thủy Băng Nguyệt cũng không được. Nếu không Chu Dương đã chẳng cần phải phiền phức thế này, nếu gọi điện thoại từ chỗ Trần Thế Hào thì Thủy Băng Nguyệt chắc chắn sẽ cho người đợi ở đây. Hừ anh nói thông báo là thông báo sao anh có biết rằng tổng giám đốc của chúng tôi bận rộn cả ngày đâu có rảnh để gặp một số người không liên quan cô lễ tân trợn mắt nhìn chu dương khinh thường nói những người giống chu dương không tìm ra lý do đàng hoàng tìm bừa một cái cớ để được đi vào trong cô ta gặp đầy rồi nhưng hầu hết đều phải trốn đi vì bị cô ta khinh thường nhưng người ở trước mặt hình như khá kiên nhẫn cho dù cô ta có phẫn nộ ra sao đối phương cũng không thay đổi điều này khiến cô lễ tân bỗng nhiên khó chịu tâm trạng cũng bắt đầu không vui chuyện gì vậy lúc này một giọng nói nghiêm khắc đột ngột vang lên sau đó một người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh bước tới nhìn chu dương và cô lễ tân cau mày hỏi giám đốc quách người này đòi gặp tổng giám đốc của chúng ta hỏi chút chuyện nói anh ta thế nào cũng không được cứ đứng đây gây chuyện cô lễ tân nhìn người đi tới sắc mặt đột nhiên nghiêm túc vội vàng giải thích Quách Sơn nhíu mày, nhìn Chu Dương với ánh mắt cảnh giác. "Thưa anh, tổng giám đốc của chúng tôi rất bận, không phải ai cũng có thể gặp được, nếu như anh không có việc gì khác, mời anh đừng làm phiền công việc của chúng tôi." Quách Sơn là người có tuổi đời làm việc mấy chục năm, kinh nghiệm đối nhân xử thế rất khéo léo. Ông ta không biết Chu Dương tìm tổng giám đốc của bọn họ, rốt cuộc có chuyện gì. Tuy nhiên có một điều, đó là không thể gặp tổng giám đốc thông qua cách hỏi thăm như vậy. Mà Quách Sơn rõ ràng có thể tìm bảo vệ đuổi Chu Dương ra ngoài, thế nhưng ông ta vẫn bình thản cười nói với Chu Dương. Dù sao, nơi này là Thúy Hồ cư, một khi xảy ra xung đột thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với các khách hàng khác và cả Thúy Hồ cư. Chương 767, Thủy Băng Nguyệt. 2. Chu Dương hơi bất lực, những người này đều quá cứng nhắc, anh đến tìm Thủy Băng Nguyệt có chút chuyện thật mà. Đúng rồi, đây là danh thiếp của tổng giám đốc các người, nếu có số điện thoại Tôi căn bản không cần làm phiền các người rồi." Chu Dương bất lực, đành lấy ra danh thiếp của Thủy Băng Nguyệt, anh muốn thử xem sao. Dù sao, danh thiếp của một số nhân vật lớn thường là tấm vé thông hành để gặp họ. Chu Dương không biết tấm danh thiếp này có tác dụng không, nhưng thay vì nảy sinh xung đột với đám nhân viên ở đây, tốt hơn nên thử một chút, dù sao cũng không có tổn thất gì. Sau khi Chu Dương lấy tấm danh thiếp của Thủy Băng Nguyệt ra, giám đốc quách và cô lễ tân đều nhìn chu dương với ánh mắt kinh ngạc anh có danh thiếp của tổng giám đốc chúng tôi sao giám đốc quách ngạc nhiên dè giặt cầm lấy tấm danh thiếp từ tay chu dương nhìn cẩn thận xác nhận đúng là danh thiếp của thủy băng nguyệt thái độ lập tức thay đổi xin hỏi tên tuổi của tiên sinh là gì quách sơn cẩn thận trả tấm danh thiếp lại cho chu dương mặc dù ông ta cố gắng che giấu sự ngạc nhiên nhưng vẻ mặt của ông ta lại không thể nào giấu được lúc này Quách Sơn cũng không dám coi thường người trước mặt. Trước đó ông ta còn tưởng người này quấy rối ở đây, với ý nghĩ viển vông. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng, Chu Dương lại có danh thiếp của Tổng Giám Đốc. Phải biết rằng, Tổng Giám Đốc của Thúy Hồ Cư có năng lực không tầm thường, mỗi ngày đều có vô số người muốn tạo quan hệ với Thủy Băng Nguyệt. Thế nhưng về cơ bản, trong số 10.000 người, cũng rất ít người có thể gặp được Tổng Giám Đốc. Nhưng có một điều, hễ có người cầm được danh thiếp của Tổng Giám Đốc, đều có thể trực tiếp gặp mặt cô ấy. Đây là quy tắc của Thủy Băng Nguyệt, dựa vào kinh nghiệm làm việc ở Thúy Hồ Cư, Quách Sơn đương nhiên biết rõ. Nhưng cũng vì điều này, số lượng danh thiếp của Thủy Băng Nguyệt rất hiếm, hơn nữa rất ít khi đưa cho người khác, một khi gửi cho người khác, thì có nghĩa đối phương là người rất có địa vị và thân phận ở Đông Hải, chí ít cũng cùng tầng lớp với Thủy Băng Nguyệt. Lẽ nào người trước mặt là người cùng đẳng cấp với Tổng Giám Đốc Thủy Băng Nguyệt? trong lòng Quách Sơn không ngừng hoài nghi. Tôi họ Chu, tôi có thể gặp tổng giám đốc của các người với tấm danh thiếp này không? Chu Dương cười nói, nhìn thấy biểu cảm thay đổi của hai cô lễ tân và giám đốc Quách. Bây giờ xem ra, tấm danh thiếp này rõ ràng có tác dụng, ít nhất, để bọn họ biết anh không phải đến kiếm chuyện. Được, nếu anh có danh thiếp của tổng giám đốc chúng tôi, đương nhiên có thể đến gặp tổng giám đốc, mời anh qua đây. Quách Sơn vội càng cười nói, đưa Chu Dương lên tầng 3 của Thúy Hồ cư. Thúy Hồ cư tổng cộng có 6 tầng, mà phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 3. Bây giờ, Thủy Băng Nguyệt đang làm việc trong văn phòng. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Thủy Băng Nguyệt đang làm việc. Vào đi." Thủy Băng Nguyệt đặt bút xuống, khẽ cười. Quách Sơn đẩy cửa, đi thẳng vào trong, đến trước mặt Thủy Băng Nguyệt. "Tổng giám đốc, bên ngoài có một vị khách cầm danh thiếp của cô nói rằng đến tìm cô." quách sơn cúi đầu căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thủy băng nguyệt kính cần đưa tấm danh thiếp cho thủy băng nguyệt hở thủy băng nguyệt ngạc nhiên nhìn tấm danh thiếp trong tay quách sơn sau khi nhận lấy không khỏi băn khoăn là ai đang tìm mình bảo cậu ta vào đi thủy băng nguyệt cười nhạt tuy không biết rốt cuộc là ai nhưng đã cầm danh thiếp đến tìm mình vậy thì gặp mặt cũng không có gì đáng ngại vâng quách sơn quay ra ngoài cửa mời chu dương vào còn ông ta phải tiếp tục làm việc. Chu Dương chỉnh sửa quần áo, thản nhiên bước vào trong. Vừa vào phòng làm việc, Chu Dương nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc bên trái. Người phụ nữ còn trẻ, trông như mới ngoài hai người, không lớn hơn Chu Dương. Nước da trắng nón, mái tóc bồng bềnh, đôi môi tô điểm, làm người khác rung động. Tuy Chu Dương đã từng gặp không ít người phụ nữ đẹp, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thủy Băng Nguyệt cũng vô cùng sửng sốt tôi không nhớ mình từng đưa danh thiếp cho cậu. Thủy Băng Nguyệt nhìn Chu Dương, mỉm cười. Lúc Thủy Băng Nguyệt nhìn Chu Dương, trong lòng vẫn còn kinh ngạc. Đương nhiên Thủy Băng Nguyệt có ấn tượng với Chu Dương, lúc đầu khi Chu Dương tổ chức lễ ra mắt dự án hoạt chất làm trắng da của công ty danh Dương ở Thúy Hồ Cư, cô ấy còn cho người qua tặng một phần quà nhỏ. Thủy Băng Nguyệt đương nhiên cũng biết thân phận thật sự của Chu Dương. Người thừa kế của Chu Gia mà Thủy Băng Nguyệt cũng không nhớ mình đưa danh thiếp cho Chu Dương khi nào, thế nhưng bây giờ Chu Dương đã cầm danh thiếp của mình qua đây, vậy tức là tấm danh thiếp này do người khác đưa cho anh. Ở Đông Hải, mặc dù danh thiếp của Thủy Băng Nguyệt không phải là thứ đồ quá hiếm và giá trị, nhưng người có được nó thật sự rất ít. Mà người có thể đưa cho Chu Dương dễ dàng như vậy, Thủy Băng Nguyệt nghĩ ngợi một hồi, cũng chỉ có một người. Danh thiếp này quả thực không phải là của tôi, mà do Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake đưa cho. Chu Dương cười nói, anh nhìn Thủy Băng Nguyệt, trong lòng có phần kinh ngạc. Trước đây anh luôn nghĩ rằng chủ nhân của Thúy Hồ Cư là một người đàn ông trung niên có uy tín, nếu không làm sao có thể kinh doanh Thúy Hồ Cư thành công như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thủy Băng Nguyệt, Chu Dương mới biết mình đã sai. Thủy Băng Nguyệt không chỉ là một người phụ nữ, hơn nữa còn trẻ đẹp như vậy. Trong ấn tượng của Chu Dương, chỉ có Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân mới có thể so sánh với Thủy Băng Nguyệt quả nhiên là ông ấy nói thật tôi không ngờ cậu sẽ đến đây tìm tôi xem ra trần thế hào đã nói với cậu một số chuyện thủy băng nguyệt ngầm gật đầu sau đó cười nhạt nhìn chu dương nếu như quách sơn ở đây lúc này chắc chắn sẽ kinh ngạc trong trí nhớ của quách sơn trước giờ ông ta chưa từng thấy thủy băng nguyệt mỉm cười cho dù trước mặt một số nhân vật lớn thủy băng nguyệt cũng giữ bộ dạng lạnh lùng giống như tên của cô ấy lạnh như băng nhưng bây giờ khi đối diện với Chu Dương, Thủy Băng Nguyệt lại mỉm cười, hơn nữa còn chủ động cười. "Ngồi đi, nói thật, giữa chúng ta cũng không xa lạ gì, tôi đã biết cậu từ trước." Thủy Băng Nguyệt cười nói. "Ừ, tôi biết rồi, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn món quà Thủy tổng tặng lần trước." Chu Dương ngồi xuống, cười đáp lại. "Không biết lại sao, anh luôn cảm thấy rất thân mật khi đối diện với Thủy Băng Nguyệt. Giống như anh quen biết cô từ lâu." Chu Dương dường như cảm nhận được cảm giác người thân từ Thủy Băng Nguyệt. Điều này khiến Chu Dương rất kinh ngạc. Chương 768, tác dụng của viên ngọc. Người nhà của Chu Dương, ngoài bà Chu đang ở vịnh Lục Cảnh thì e rằng chỉ có gia chủ hiện tại của Chu gia. Lẽ nào Thủy Băng Nguyệt này là em gái của gia chủ Chu gia sao? Nhưng cô ấy họ Thủy chứ có phải họ Chu đâu. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là hỏi Thủy Băng Nguyệt về chuyện liên quan đến viên ngọc, những cái khác để sau. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không biết Trần Thế Hào bảo cậu đến tìm tôi là vì chuyện gì. Trần Thế Hào có thể giúp cậu giải quyết mấy chuyện bình thường mà nhỉ? Lẽ nào gặp phải chuyện gì không xử lý được sao? Thủy Băng Nguyệt cười nói, dường như ở trước mặt cô ấy, chuyện Trần Thế Hào khó giải quyết đều chỉ như một miếng bánh, không cần phải để ý nhiều. Ừ, chuyện là thế này. Sau đó Chu Dương kể lại những chuyện liên quan đến hứa ra gần đây. Dù sao Thủy Băng Nguyệt cũng là Trần Thế Hào giới thiệu hơn nữa còn có quan hệ với chu gia thế nên chu dương không hề lo lắng có chuyện xấu viên ngọc viên ngọc gì thủy băng nguyệt nghe xong mọi chuyện nhanh chóng nắm được tin tức quan trọng nhất trong đó cô ấy lập tức hỏi giọng điệu hơi gấp gáp là viên ngọc này chu dương lấy viên ngọc ra đặt lên bàn từ giọng điệu của thủy băng nguyệt chu dương lờ mờ cảm thấy có lẽ cô ấy biết được gì đó thế nên khi thấy thủy băng nguyệt cầm lấy viên ngọc vẻ mặt chu dương tràn đầy mong đợi hy vọng thủy băng nguyệt có thể cho anh thông tin hữu ích quả nhiên là cái này thủy băng nguyệt xoa viên ngọc mấy phút sau mới thở vào nhẹ nhõm khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ nhưng ánh mắt cô ấy nhìn chu dương trở nên ôn hòa hơn như đang nhìn một người có quan hệ rất thân thiết ánh mắt này khiến chu dương hơi sững sờ anh không biết tại sao thủy băng nguyệt đột nhiên nhìn anh với ánh mắt đó chu dương có thể chắc chắn trước đó anh chưa từng gặp thủy băng nguyệt giữa hai người không có mối quan hệ thân thiết nào Thủy Tổng, cô biết viên ngọc này là gì sao? Chu Dương hiếu kỳ hỏi. Cậu không nên gọi tôi là Thủy Tổng. Nhưng khi nghe Chu Dương gọi cô ấy như vậy, Thủy Băng Nguyệt trợn mắt nhìn Chu Dương, nhỏ giọng nói. Câu nói của cô ấy khiến Chu Dương sừng sốt. Không nên gọi cô ấy là Thủy Tổng. Vậy chứ nên gọi là gì? Dường như biết Chu Dương đang nghĩ gì, Thủy Băng Nguyệt khẽ cười, nở nụ cười dịu dàng. Thật ra tôi là chị của cậu. Rầm. Thủy Bang Nguyệt vừa dứt lời, Chu Dương cảm thấy trong đầu anh như có tiếng nổ vang, âm thanh cứ vang vẳng bên tai anh. Chị, sao có thể chứ? Khuôn mặt Chu Dương đầy vẻ ngạc nhiên, bất ngờ và không dám tin những gì cô ấy nói. Từ nhỏ Chu Dương và mẹ sống nương tựa vào nhau, chưa từng xuất hiện người thân nào khác. Không dễ gì xuất hiện một ông bố, còn là gia chủ Chu gia trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Điều này đã làm cho cuộc sống của Chu Dương thay đổi đến long trời lở đất rồi mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một người chị. Thế giới này xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào bây giờ đang thịnh hành trào lưu nhận người thân à? Nhưng tại sao đều chạy đến nhận anh là người thân? Sao vậy? Không tin à? Thủy Băng Nguyệt bật cười khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Dương. Cậu không tin cũng là chuyện thường tình, thật ra tôi cũng mới biết chuyện này thôi. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì, với những người như chúng ta, các mối quan hệ cá nhân chẳng còn quan trọng nữa rồi. Thủy Băng Nguyệt khẽ cười nói, nhẹ vuốt mái tóc dài, lập tức trở nên mê hoặc lòng người. Lúc này Chu Dương cũng nhìn đến nỗi say mê. Rốt cuộc là sao, tại sao tôi không hiểu gì thế? Chu Dương sắc bén nắm bắt được thông tin mấu chốt trong lời nói của Thủy Băng Nguyệt. Với những người như chúng ta, các mối quan hệ cá nhân ở đời đã không còn quan trọng nữa rồi. Những người như chúng ta là người nào? Chu Dương lập tức kích động anh nghĩ hình như anh sắp biết được một bí mật mà trước đây chưa từng biết một thế giới chưa từng xuất hiện trước mặt anh viên ngọc này không chỉ là viên ngọc đơn giản bình thường nó là một chiếc chìa khóa mở ra một thế giới thần bí thế giới thần bí này là một thế giới nhỏ chỉ có những người sở hữu viên ngọc này mới có thể bước vào thế giới đó suốt lời thủy băng nguyệt cũng lấy ra một viên ngọc từ trong ngực mình mặc dù không giống hoàn toàn với viên ngọc của chu dương nhưng chu dương lại cảm giác hai viên ngọc này là một thể giống hai viên ngọc được lấy ra từ một viên ngọc lớn viên ngọc này của tôi cũng là chìa khóa của thế giới nhỏ mà tôi là người đến từ thế giới đó thủy băng nguyệt khẽ cười chu dương sửng sốt anh không biết sốt của thế giới nhỏ mà thủy băng nguyệt nói là gì thủy băng nguyệt nói cô ấy đến từ thế giới nhỏ nhưng tại sao lại nói cô ấy là chị mình cũng không thể dựa vào viên ngọc này mà nói vậy chứ cuống gì viên ngọc này là chu dương có được từ buổi đấu giá Chu Dương hoàn toàn không biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng tôi có được viên ngọc này từ một buổi đấu giá, tôi không biết chủ nhân ban đầu của nó là ai." Chu Dương trầm giọng nói, "Anh phải làm rõ chuyện này, rốt cuộc Thủy Băng Nguyệt nói rằng cô ấy là chị gái của anh vì đó là sự thật hay chỉ vì viên ngọc này. Nếu chỉ vì viên ngọc này thì Chu Dương phải nói rõ ràng, làm rõ quan hệ của hai người. Dù sao Chu Dương không muốn vô duyên vô cớ có thêm một người chị." Chuyện này không quan trọng, ai là người sở hữu viên ngọc này thì sẽ có tư cách bước vào thế giới nhỏ. Tôi nghĩ đây có lẽ là lý do hứa ra gây phiền phức cho cậu, nguyên nhân chủ yếu là muốn đoạt lấy viên ngọc này từ cậu. Thủy Băng Nguyệt cười nói, hơn nữa có viên ngọc này rồi, cậu không chỉ có thể vào được thế giới nhỏ mọi lúc, mà còn có thể xem được một ít sách quý. Sách quý? Chu Dương hỏi, không sai, như cậu nghĩ đấy, sách quý liên quan đến võ thuật, nên biết thế giới này không hề đơn giản. Chu Dương cũng có cảm nhận cơ bản về thế giới nhỏ qua lời giới thiệu của Thủy Băng Nguyệt. Thế giới nhỏ cũng như tên gọi là một không gian độc lập không thuộc về thế giới tục thế, không rõ diện tích và vị trí cụ thể. Nhưng trong nước chỉ có một lối vào duy nhất để ra vào thế giới đó. Nơi đó chính là Thần Nông Giá. Thần Nông Giá? Chu Dương khẽ chấn động, anh biết không nhiều nhưng tất cả tin tức anh biết đều cho thấy bí ẩn của Thần Nông Giá. Thần Nông Giá nằm ở phía Bắc tỉnh Tương Tây diện tích không lớn nhưng nằm trong rừng sâu núi thẳm, quanh năm sương mù dày đặc. Dù là người hay động vật một khi bước vào đó đều rất dễ bị lạc, cứ quanh quẩn trong màn sương mù cho đến chết. chương 769, gọi là chị. Hơn nữa trong thần nông giá thường xuất hiện hiện tượng và động vật kỳ lạ. Động vật trong thần nông giá cơ bản đều có màu trắng không giống với động vật bên ngoài. Rất nhiều nhà khoa học muốn đi sâu vào thần nông giá tìm kiếm bí mật nhưng chẳng tìm được gì. Chu Dương không ngờ thần nông giá bí ẩn như vậy lại là cổng ra vào của thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ y như một thế giới hoàn toàn mới, nhưng người bên trong không khác người cổ đại lắm, cũng không có quan hệ nhiều với thế giới bên ngoài. Về cơ bản, cứ 10 năm sẽ phái người ra ngoài để tiếp xúc với người bên ngoài. Nói như vậy tôi có được viên ngọc này thì có thể bước vào thế giới nhỏ từ thần nông giá sao? Chu Dương hỏi. Không sai, nếu cậu muốn đi vào trong thế giới nhỏ thì tôi có thể dẫn cậu theo nhưng một viên ngọc chỉ có thể để một người đi vào. Thủy Băng Nguyệt cười nói, còn rất nhiều chuyện không thể nói rõ trong thời gian ngắn, sắp đến trưa rồi, chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Thủy Băng Nguyệt đứng dậy, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Chu Dương sửng suốt hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng đi theo cô. Mặc dù Thúy Hồ Cư là khách sạn 5 sao cao cấp nhất ở Đông Hải nhưng dù sao Thủy Băng Nguyệt là tổng giám đốc, nếu ăn trưa ở đây sẽ rất bất tiện thế nên chu dương và thủy băng nguyệt mới tìm một quán cà phê yên tĩnh hai người đặt một phòng vip gọi thêm hai cốc cà phê và một ít đồ ngọt sau đó ngồi xuống thời gian trôi qua bầu không khí hơi trầm lặng chu dương không nói gì thủy băng nguyệt cũng vậy lẽ nào cậu định im lặng mãi vậy không có gì muốn hỏi tôi sao thấy chu dương im lặng thủy băng nguyệt cười nói thật ra có thể gặp được chu dương thủy băng nguyệt vẫn rất vui dù sao hai người cũng là chị em. Cô nói cô là chị tôi nhưng tôi không có chị gái. Chu Dương ngẩng đầu nhìn Thủy Băng Nguyệt, nghiêm túc nói: "Đây không phải là chuyện có thể đùa được. Sống hơn 20 năm, Chu Dương chưa bao giờ có anh chị em, thậm chí Trần Thế Hào cũng chưa từng nói với anh về chuyện anh chị em gì đó. Nhưng bây giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một người chị, Chu Dương hơi khó chấp nhận. Ha ha, cậu không biết cũng bình thường." thật ra tôi đúng là chị gái của cậu nhưng chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ thủy băng nguyệt khẽ cười dịu dàng nhìn chu dương cùng cha khác mẹ chu dương ngạc nhiên hỏi đúng vậy thời còn trẻ bố gặp được mẹ cậu nhưng vì mối quan hệ với chu gia nên ông ấy đành phải tạm buông bỏ tình cảm đó quay về chu gia gánh vác trách nhiệm của mình lúc đó bố hoàn toàn không biết mẹ cậu đã có cậu thủy băng nguyệt chậm rãi kể vài chuyện lúc này chu dương mới có một chút ấn tượng với người bố xa lạ kia lúc còn trẻ bố gặp mẹ ở đông hải hai người bí mật yêu đương nhưng vì chu gia nên mối quan hệ này của hai người phải kết thúc ông chu quay về chu gia ở thủ đô kế thừa sản nghiệp chu gia nhưng lúc này bà chu mới phát hiện mình có thai cũng vì không nỡ nên bà cố chấp sinh chu dương những chuyện này sau này ông chu mới cho người điều tra ra vậy mẹ cô đâu nói đến đây Chu Dương gần như đã hiểu mọi chuyện. Thủy Băng Nguyệt quả thật là chị của anh, nhưng hai người là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Thủy Băng Nguyệt Thủy Nhu Dịch là con gái của Thủy Gia ở thủ đô, là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng khi ông Chu quay lại Chu Gia. Mẹ tôi đã qua đời rồi. Vẻ mặt Thủy Băng Nguyệt bỗng chốc trở nên u ám. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Chu Dương vội nói, anh không ngờ mẹ của Thủy Băng Nguyệt không còn nữa chẳng trách ông chu có thể phái người liên lạc với đứa con riêng của ông ấy nếu thủy nhu dịch còn sống có một người vợ danh chính ngôn thuận ở đây thì chắc chắn sẽ ngăn cản ông thật ra tôi đã biết đến cậu từ lâu mẹ tôi cũng vậy nhưng chúng tôi không có ý định tìm đến cậu thủy bang nguyệt nhẹ giọng nói nhưng lúc này chu dương cũng phản ứng lại thủy bang nguyệt nghĩ lúc ông chu về lại thủ đô bà chu phát hiện mình đã có thai Nói cách khác lúc ông Chu về lại thủ đô vẫn chưa kết hôn với con gái của Thủy gia, Chu Dương đã nằm trong bụng bà Chu rồi. Theo lý mà nói sao cũng là Chu Dương ra đời trước, anh là anh trai mới đúng. Nhưng tại sao Thủy Băng Nguyệt lại nói cô mới là chị? Này, không đúng, như cô nói thì tôi nên là anh mới đúng chứ, sao lại trở thành em trai rồi? Chu Dương hỏi lại ngay. Đây là vấn đề nguyên tắc, nếu không vô duyên vô cớ anh lại thấp vế hơn Thủy Băng Nguyệt đó không phải là phong cách của chu dương hừ cậu đừng để ý đến chi tiết nhỏ này thủy băng nguyệt sửng sốt cô không ngờ chu dương sẽ hỏi vấn đề này nhất thời chưa chuẩn bị vẻ mặt hơi hoảng loạn vừa lúc vẻ hoảng loạn đó bị chu dương nhìn thấy lòng thầm hiểu con nhóc thủy băng nguyệt này đang giả vờ cố ý nói mình là chị chỉ vì muốn giả vờ ra vẻ trưởng bối trước mặt chu dương cô lừa tôi cô mới là em gái chu dương thẳng thắn thái độ rất kiên quyết Cậu nói bậy bạ gì vậy, tôi mới là chị." Thủy Băng Nguyệt cắn chặt môi nhìn Chu Dương, vẻ mặt không phục. Chu Dương sững sốt, anh không biết tại sao Thủy Băng Nguyệt cố chấp cho mình là chị ngay cả khi bị anh vạch trần. Vốn dĩ Chu Dương còn muốn nói tiếp với cô, nhưng vừa nghĩ đến mẹ Thủy Băng Nguyệt đã mất, cô nhóc này cũng rất đáng thương nên anh bỏ qua suy nghĩ đó. "Được rồi, cô nói cô là chị thì cô là chị." Chu Dương chỉ có thể phụ họa theo nói. "Ha ha, tôi là chị." em trai ngoan gọi chị nghe xem nào. Thấy Chu Dương mềm lòng, Thủy Băng Nguyệt đắc ý cười vội vàng dục Chu Dương gọi chị. Dáng vẻ làm nũng này thật đáng yêu. Chu Dương thấy cũng không kiềm được tim đập mạnh. Nếu không phải biết Thủy Băng Nguyệt là em gái mình, e rằng Chu Dương cũng không kiềm được rung động, sinh ra ý nghĩ khác với cô. Chị, bị Thủy Băng Nguyệt làm nũng đến không còn cách nào khác, Chu Dương đành khẽ gọi một tiếng chị. Nghe thấy Chu Dương gọi chị, vẻ mặt tươi cười vừa rồi của Thủy Băng Nguyệt bỗng sừng sốt, sau đó hai mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, dường như dây kế tiếp cô sẽ khóc nức nở. Cảnh tượng này khiến Chu Dương trở tay không kịp. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Thủy Băng Nguyệt bảo anh gọi cô là chị, anh cũng gọi theo yêu cầu của Thủy Băng Nguyệt nhưng gọi xong thì cô lại khóc. Chuyện gì vậy chứ? chương 770, đưa Thủy Băng Nguyệt về nhà. Ôi, em khóc gì vậy? Chu Dương luống cuống tay chân, lần đầu đối mặt với một người có thể là em gái mình, lần đầu tiên Chu Dương cảm thấy bản thân ngu ngốc như vậy, đến dỗ con gái cũng không dỗ nổi. Hu hu, lần đầu tiên nghe được người khác gọi em là chị, em rất kích động. Thời khắc này, Thủy Băng Nguyệt đâu còn khí thế của Tổng Giám Đốc Thúy Hồ Cư, rõ ràng giống như một cô gái nhỏ, trước mặt người thân mới lộ ra tình cảm chân thật nhất. Được rồi, nếu em thích, thì sau này anh vẫn cứ gọi em là chị là được rồi. Chu Dương vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Thủy Băng Nguyệt, nhỏ giọng an ủi. Trước mắt, điều anh có thể làm được chỉ có vậy thôi. Thủy Băng Nguyệt là bà chủ của Thúy Hồ Cư, không cần Chu Dương giúp đỡ trong sự nghiệp. Về phần gia đình, Thủy Băng Nguyệt là con gái vợ chính thức của bố anh, dĩ nhiên là có được sự công nhận của toàn bộ Chu gia, so với người con riêng như anh, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, càng không cần Chu Dương quan tâm. Có điều, tiếc nuối duy nhất là mẹ của Thủy Băng Nguyệt đã sớm qua đời khiến cô thiếu thốn rất nhiều tình yêu thương của mẹ, cô có một khát vọng vô cùng mãnh liệt đối với sự quan tâm của người thân. Chu Dương xuất hiện ở thời điểm này, đúng lúc đã cho Thủy Băng Nguyệt một nơi thổ lộ tình cảm, khiến cô có thể không cần giữ kín, mà bộc bạch được suy nghĩ trong lòng với Chu Dương, giải phóng tình cảm đã đè nén mình nhiều năm nay. Ừ, vài phút qua đi, Thủy Băng Nguyệt mới từ từ bình tĩnh lại, chỉ là nước mắt trên mặt và hốc mắt đỏ hồng đều nói lên rằng vừa nãy cô đã trải qua điều gì. Em vẫn luôn ở Đông Hải sao? Trước đó Thủy Băng Nguyệt giới thiệu cho Chu Dương một chút tình hình của Chu gia, bây giờ Chu Dương cũng muốn hỏi thăm tình hình của Thủy Băng Nguyệt. Dù sao tình hình của Chu gia mà Thủy Băng Nguyệt giới thiệu có thể không hoàn toàn đúng. Bất kể là cố ý hay vô tình, Chu Dương cho rằng một cô gái chắc chắn không thể nắm chắc chuyện toàn gia tộc một cách đầy đủ. Hơn nữa, gia chủ Chu gia hiện nay chỉ có một người con gái là Thủy Băng Nguyệt được mọi người thừa nhận, ông ấy không có con nối dõi một gia chủ của gia tộc siêu lớn mạnh mà không có con nối dõi sẽ ra sao, vốn dĩ không cần Chu Dương phải nói. Đây là cách nhanh chóng, thuận tiện, trực tiếp và dễ dàng nhất đối với những chi thứ để trở thành gia chủ, trở thành chi trường. Vì vậy, Chu Dương căn bản không cần nghĩ nhiều, hơi động não chút là có thể tưởng tượng được, trước mắt cuộc chiến ai làm gia chủ, trở thành chi trường ở Chu Gia nhất định đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Lúc này Thủy Băng Nguyệt đến Đông Hải, có lẽ vì muốn tránh xa khỏi vòng xoáy rắc rối. Chu Dương không biết là chủ ý của ai, nhưng rất có khả năng chính là chủ ý của người bố anh chưa từng gặp mặt đó. Hơn nữa ông Chu cũng đã nói cho Thủy Băng Nguyệt biết sự tồn tại của Chu Dương, có lẽ cũng có suy nghĩ muốn để Chu Dương chăm sóc người em gái cùng cha khác mẹ này. Phù, thở phào một hơi, Chu Dương hơi bất lực. Vốn gì anh muốn tích góp đủ sức mạnh, sau đó mạnh mẽ trở về Chu gia. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện khó khăn hơn tưởng tượng của anh nhiều rất có khả năng sự cản trở đến từ nội bộ chu gia mới là lớn nhất so với việc để con riêng như anh trở về chu gia kế thừa vị trí gia chủ những con cái của chi thứ kia nhất định mong anh biến mất hoặc là từ bỏ việc trở về chu gia đúng rồi khi em đến đông hải bố bảo em nếu có thời gian và có cơ hội thì đi thăm mẹ anh một chút thủy băng nguyệt rụi mắt bình phục tâm tình nhẹ nhàng nói chu dương nghe thấy cũng hơi sửng sốt trong lòng hơi trầm tư, chậm rãi gật đầu đồng ý. Dù sao thì đây cũng là ý của ông Chu, Chu Dương đúng là đã từng trách bố mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện không thể theo ý mình. Chu Dương có thể hiểu được cách làm của bố, cũng không có ý phản đối việc đưa Thủy Băng Nguyệt muốn đi gặp mẹ mình. "Được, lúc nào, để anh sắp xếp cho em." Chu Dương cười nói, nếu trong lòng đã nhận cô em gái này thì dĩ nhiên phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Phương pháp để có thể chăm sóc một cách tối đa chính là để mẹ anh cũng biết đến sự tồn tại và thân phận của Thủy Băng Nguyệt. Tuy nói Thủy Băng Nguyệt là con gái của Đại tiểu thư Thủy gia, nhưng với tính cách của bà Chu, nhất định sẽ coi Thủy Băng Nguyệt như con của mình. Ngay hôm nay được không? Vẻ mặt Thủy Băng Nguyệt mong chờ hỏi. Lúc này, cô đâu còn chút khí thế nào của bà chủ Thúy Hồ cư, rõ ràng là mềm yếu như một cô gái nhỏ. Chu Dương khẽ cười xoa đầu Thủy Băng Nguyệt, liên tục gật đầu hai giờ sau, Chu Dương lái xe dẫn Thủy Băng Nguyệt tới trước cửa vịnh lục cảnh. Nhưng khi gần đến nhà, Thủy Băng Nguyệt lại hối hận muốn rút lui. Thủy Băng Nguyệt không biết nên đối mặt với mẹ Chu Dương như thế nào. Dù sao nếu lúc đầu không có chuyện kết thông ra giữa Chu Gia và Thủy Gia, thì người ở bên bố mình sẽ là mẹ của Chu Dương. Trong lòng Thủy Băng Nguyệt vô cùng thấp thỏm, cô không biết sau khi bà Chu nhìn thấy mình, biết được thân phận của mình, sẽ có phản ứng thế nào, liệu có ghét mình hay đuổi mình ra ngoài không sao vậy sợ rồi à chu dương nhận ra sự ngập ngừng của thủy băng nguyệt khẽ cười hỏi ừ anh nói xem liệu mẹ anh có ghét em không dù sao thì mẹ em thủy băng nguyệt nhỏ giọng thấp thỏm nói yên tâm đi mẹ của anh bà ấy nhất định sẽ không ghét em đâu ngược lại bà ấy vẫn luôn muốn có một đứa con gái chỉ tiếc rằng anh là một thằng con trai không thể nào thỏa mãn nguyện vọng của bà nếu em xuất hiện thì bà ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng chu dương động viên thủy băng nguyệt lúc này bất kể thế nào anh cũng phải dẫn thủy băng nguyệt về nhà để mẹ biết ừ hai người cứ như vậy chậm rãi đi đến cửa biệt thự mẹ con về rồi mở cửa lớn ra chu dương gọi to một tiếng đột nhiên nghe thấy tiếng động không nhỏ trong biệt thự nhìn về phía phòng khách anh lập tức nhìn thấy mấy người phụ nữ đều ở đây thẩm bích quân tôi hiểu manh Liễu Tuyết, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân. Những người ở buổi tối giao thừa hôm đó, hôm nay lại tụ tập đông đủ ở đây. Trong lòng Chu Dương sững sờ, anh không biết tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ bọn họ đều không cần đi làm, không bận những việc khác sao? Anh Chu Dương, tôi hiểu manh sông đến đầu tiên, ôm lấy cánh tay Chu Dương, nhìn Chu Dương cười tít mắt. Nhưng ngay sau đó, tôi hiểu manh ngây ngẩn cả người, bởi vì cô phát hiện sau lưng Chu Dương có một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người đứng đó nhìn mình. Trong chớp mắt, mặt Tô Hiểu manh đỏ bừng lên, vội vàng buông cánh tay Chu Dương, cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn người ta. Ngại chết đi được, ngại chết đi được, sao anh Chu Dương lại dẫn một người phụ nữ về nhà, đúng là phiền chết mất. Trong lòng không ngừng mắng mỏ, Tô Hiểu manh vẫn cẩn thận từng chút nước trộm người phụ nữ kia. Đúng là rất xinh đẹp, giống chị Linh Ngọc. Chương 771, cái tên vừa quen vừa lạ. Không được, mình nhất định phải đứng về phía chị Linh Ngọc. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Manh vội vàng chạy đến bên cạnh Tạ Linh Ngọc, ôm cánh tay Tạ Linh Ngọc với vẻ kiên định. Sự thay đổi này của Tô Hiểu Manh khiến vẻ mặt Tạ Linh Ngọc cũng trở nên mơ hồ, cô cũng không biết Tô Hiểu Manh bị làm sao, chỉ cảm nhận được cô ấy ôm thật chặt cánh tay mình, nhất thời hơi buồn cười. Lúc bình thường Tôi hiểu, manh nhìn thấy Chu Dương đều sẽ lập tức đi ôm lấy cánh tay Chu Dương, sao hôm nay lại khác thường như vậy? Chu Dương về rồi, con thế này là bà Chu đi về phía trước, chuẩn bị lấy đồ từ trên tay Chu Dương, nhưng khi bà đi đến trước mặt Chu Dương cũng nhìn thấy Thủy Băng Nguyệt, lập tức trở nên sừng sốt. Chu Dương, cô gái này là vẻ mặt bà Chu hơi âm trầm, hạ giọng chất vấn, không phải bà Chu có ý kiến gì với Thủy Băng Nguyệt, Thủy Băng Nguyệt trông không tệ. Bà Chu thoạt nhìn cũng vô cùng thuận mắt. Nhưng dù sao Chu Dương cũng là một người đã kết hôn với Tạ Linh Ngọc, hơn nữa trong phòng khách có nhiều phụ nữ như vậy, nên cũng có chút ý kiến về anh. Trong mắt bà Chu, nếu không phải Chu Dương trêu ghẹo họ, một cô gái xinh đẹp như Thẩm Bích Quân làm sao có thể qua lại nhiều lần như vậy? Bây giờ, mấy người phụ nữ trong nhà còn chưa phân biệt rõ ràng, Chu Dương lại dẫn về thêm một người nữa. Trong lòng bà Chu sao có thể không tức giận? Thủy Băng Nguyệt nhìn thấy sắc mặt bà Chu trở nên u ám, khuôn mặt vốn dĩ còn nở nụ cười sán lạn rực rỡ, chớp mắt liền trở nên ảm đạm, hốc mắt lập tức đỏ lên như sắp sửa khóc đến nơi. Chu Dương tê dần ra dầu, anh cũng ý thức được nếu mình không giải thích rõ ràng với mẹ thì có thể mẹ sẽ hiểu lầm Thủy Băng Nguyệt. Ôi chao, mẹ, đi với con một chút, con có vài chuyện muốn nói cẩn thận với mẹ. Không nói nhiều lời, Chu Dương kéo tay Thủy Băng Nguyệt và bà Chu đi thẳng lên phòng của mình ở tầng 2 một tiếng đóng cửa phòng kêu rầm để lại mấy người phụ nữ ở tầng một nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang người phụ nữ đó là ai thẩm bích quân nhíu mày bình thản hỏi nghe có vẻ như tiện miệng hỏi nhưng ánh mắt cô lại chăm chú nhìn vào cửa phòng chu dương thẩm bích quân cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ từ trên người phụ nữ đó khí thế này thậm chí còn lớn hơn cô hơn nữa người phụ nữ này đúng là xinh đẹp không tưởng tượng nổi giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh dù là thẩm bích quân cũng phải sợ hãi thán phục trong lòng. Không chỉ thẩm bích quân nghi hoặc, những người khác cũng như vậy. Em không biết, em chỉ nhìn thấy người phụ nữ đó đứng sau lưng anh Chu Dương, nhìn thấy em còn cười với em, chị Linh Ngọc, em sẽ luôn ủng hộ chị. Tô Hiểu Manh bày tỏ thái độ đầu tiên, khẳng định nói, lập tức khiến mọi người khẽ cười không ngớt. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của những người phụ nữ lại dồn dập nhìn về phía phòng Chu Dương, trong lòng không ngừng suy đoán bọn họ ở trong phòng sẽ nói gì, hơn nữa còn dẫn cả bà Chu đi. Chẳng lẽ là muốn bà Chu làm chứng, Chu Dương muốn ở bên người phụ nữ kia? Suy nghĩ như vậy chỉ vừa nhen nhóm đã lập tức bị mọi người bác bỏ. Những cái khác không nói, người vợ hợp pháp của Chu Dương là Tạ Linh Ngọc vẫn còn ở đây, hai người họ còn chưa ly hôn, nếu Tạ Linh Ngọc không đồng ý, cho dù Chu Dương thuyết phục được bà Chu thì anh cũng không thể ở bên người phụ nữ kia. Cuống hồ Mọi người vô cùng tin tưởng vào phẩm hạnh của bà Chu, họ tin bà Chu nhất định sẽ không đồng ý với suy nghĩ không yên phận của Chu Dương. Trong phòng, vẻ mặt bà Chu vẫn tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Chu Dương, bà muốn nghe Chu Dương giải thích thế nào. "Đây là mẹ anh." Chu Dương giới thiệu bà Chu cho Thủy Băng Nguyệt. Khóc mắt Thủy Băng Nguyệt vẫn còn đỏ, cô nhìn sắc mặt u ám của bà Chu, còn tưởng rằng bà Chu không thích mình, lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân, muốn khóc nhưng lại không khóc được cô không muốn biểu hiện nhu nhược như vậy trước mặt bà Chu. gì mẹ hai, Thủy Băng Nguyệt vốn chuẩn bị gọi là gì, nhưng nghĩ tới việc hôm nay mình đến gặp bà Chu chính là muốn xác nhận quan hệ, lập tức đổi xưng hô. mẹ hai, xưng hô này của Thủy Băng Nguyệt khiến bà Chu hơi bất ngờ, không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa còn bị sặc. con gái, con nói gì thế? con gọi ta là gì vậy? có phải thằng nhóc Chu Dương này ép buộc con làm gì không? con nói cho cô biết cô nhất định sẽ phân xử cho con, cô sẽ dạy dỗ nghiêm khắc thằng nhóc này. Bà Chu hung giữ chừng mắt nhìn Chu Dương, vội vàng nói. Bà không muốn con trai mình làm ra chuyện gì sai lầm, ép buộc một cô gái nhỏ gọi mình là mẹ hai. Đây là ý gì? Nhận người thân cho mình sao? Vậy cũng không phải làm thế. Thủy Băng Nguyệt nghe thấy bà Chu nói vậy, lập tức hiểu được trước đó bà Chu trầm mặc không phải vì không thích mình, mà là tưởng Chu Dương làm sằng làm bậy. Gỡ bỏ được hiểu lầm, tâm trạng Thủy Băng Nguyệt lập tức tốt lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mẹ hai, là thế này, mẹ thật sự là mẹ hai của con, bố con là Chu Hằng Thiên. Thủy Băng Nguyệt nghiêm túc nói. Chu Hằng Thiên, ba chữ này vừa nói ra, Chu Dương có thể nhìn thấy rõ thân thể mẹ mình run lên bần bật, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, đáy mắt hiện lên chút hồi ức, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Chu Hằng Thiên là bố của Chu Dương, là tên của gia chủ Chu Gia, Chu Dương cũng mới biết cái tên này sau khi biết thân phận của mình. Nhưng cái tên Chu Hằng Thiên đã trôn giấu trong lòng bà Chu gần 30 năm. Hơn 20 năm nay, bà Chu chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về cái tên này, cho dù lúc còn nhỏ Chu Dương không ngừng hỏi tung tích của bố, hỏi tên của bố mình, vừa khóc vừa ồn ào, bà Chu cũng không hề nói ra. Bây giờ, xa cách hơn 20 năm, bà Chu lại nghe được tên của Chu Hằng Thiên, người khác không thể nào tưởng tượng được sự chấn động trong lòng bà ấy lúc này. Bà Chu sướng sờ nhìn Thủy Băng Nguyệt. Bố của cô gái này là Chu Hằng Thiên, vậy nghĩa là... Trong chớp mắt, bà Chu đã biết được thân phận của Thủy Băng Nguyệt. E rằng đây là con của Chu Hằng Thiên và phu nhân sau khi ông ấy trở lại gia tộc. Mẹ hai, quả thực nên gọi mình là mẹ hai. Đúng vậy, con à, con nên gọi là mẹ hai, con nên gọi là mẹ hai. Bà Chu vui đến phát khóc, lập tức ôm Thủy Băng Nguyệt vào lòng, cầm bà không ngừng vuốt nhẹ trên đầu Thủy Băng Nguyệt. Thủy Băng Nguyệt bị bà Chu kéo vào trong lòng, hơi bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nhưng cô không có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại cảm thấy ở trong lòng bà Chu vô cùng ấm áp. Từ sau khi mẹ qua đời lúc cô còn bé, Thủy Ban Nguyệt chưa bao giờ được hưởng thụ cái ôm ấm áp của mẹ. Bây giờ, giờ phút này, Thủy Băng Nguyệt lại một lần nữa cảm nhận được cái ôm của một người mẹ. Lúc này, Thủy Băng Nguyệt vô cùng thỏa mãn, Nước mắt không kìm nổi cứ rơi xuống. Con à, bố con, ông ấy vẫn khỏe chứ? Chương 772, bà Chu có thêm một người con gái. Bà Chu và Chu Hằng Thiên đã xa cách hơn 20 năm và trong suốt thời gian đó ông chưa một lần tới Đông Hải thăm bà. Về lý mà nói, đáng ra bà Chu phải hận ông mới phải. Ấy thế mà bà không hề hận ông chút nào. Dù sao, năm đó còn trẻ, hai bên có tình cảm với nhau nên mới ở bên nhau dạ, bố vẫn khỏe, vẫn luôn ở thủ đô. Thủy băng nguyệt ngả vào lòng bà Chu, nói những lời riêng tư. Vậy, mẹ con đâu? Bà Chu nghĩ tới Chu Hằng Thiên rồi lại nhìn Thủy băng nguyệt, bỗng bà nghĩ tới mẹ của cô ấy, không biết bà ấy là người như nào. Mẹ con đã mất khi con 6 tuổi. Tâm trạng của Thủy băng nguyệt bỗng trở nên buồn hơn. Ôi, không sao, sau này mẹ chính là mẹ con, con đã gọi mẹ là mẹ hai rồi thì sau này con chính là con gái của mẹ vẻ mặt bà Chu trầm xuống, đầy xót xa nhìn Thủy Băng Nguyệt. Bà không ngờ người đó lại chết sớm vậy. Bà thầm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Thủy Băng Nguyệt cũng dịu dàng hơn. Lúc này, Chu Dương, Thủy Băng Nguyệt và bà Chu đang nói chuyện trong phòng, còn mấy người phụ nữ ở dưới tầng lại rơi vào trầm lặng. Họ đồng loạt nhìn lên phòng của Chu Dương, muốn thấy có người bước ra. Nhưng, một phút, mười phút, rồi lại nửa tiếng trôi qua. Mãi cho tới gần một tiếng, Chu Dương mới từ từ đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, thở dài một hơi, như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng. Xuống rồi. Các cô kinh ngạc, nhìn Chu Dương với ánh mắt đầy lạ thường, như thể nếu anh không thành thật nói ra, họ sẽ không để yên. Chu Dương cũng cảm nhận được ánh mắt của họ, anh trột dạ, anh biết chắc là không thể trốn nổi. Nhưng cũng may, Thủy Băng Nguyệt không phải ai khác, mà chính là em gái anh. Khụ khụ, mọi người đang làm gì vậy? Chu Dương biết rõ nhưng vẫn hỏi, đi xuống rồi ngồi trên ghế sofa, thoải mái cầm một quả chuối lên ăn. Mà vẻ ung dung thong thả không biết tình hình nghiêm trọng đó bỗng khiến cho các cô gái tức giận. Thẩm Bích Quân nháy mắt với Tô Hiểu Manh, ánh mắt tràn đầy vẻ ra dấu và khích lệ. Ha ha, anh Chu Dương, chị vừa rồi là ai thế? Tô Hiểu Manh siết chặt tay hỏi nhỏ, giống như chỉ hỏi bừa, chứ không có ý hóng hớt. Còn mấy cô khác thì giỏng tai lắng nghe thật kỹ, không để lọt mất tin gì quý giá. Ha ha, đó là em gái tôi. Chu Dương cười nói. Em gái, anh giỏi thật, không ngờ anh dám nhận cô ấy là em gái, nhận đã đành, đằng này còn dẫn về nhà, không biết anh có bao nhiêu em gái ở ngoài kia đây. Thẩm Bích Quân không nhịn nổi, nhếch miệng nói, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Dương, như thể nếu anh không cho cô ấy một đáp án vừa ý, cô ấy sẽ không để yên chuyện này. Ôi, tôi không nói thì mọi người lại nhìn tôi chầm chầm, giờ tôi nói rồi mọi người lại không tin cô ấy là em gái tôi thật mà em gái cùng cha khác mẹ chu dương cười thầm cố tỏ vẻ bất đắc dĩ nói cái gì em gái cùng cha khác mẹ tất cả mọi người đều sững sờ thẩm bích quân nghiêng đầu ngờ vực nhìn chu dương ánh mắt vẫn không tin lắm dù gì trước kia chưa thấy chu dương nhắc tới bố của anh bao giờ giờ đột nhiên xuất hiện một người em gái cùng cha khác mẹ quả là kỳ lạ tôi nói thật mà giờ em ấy đang nói chuyện với mẹ tôi về người bố mà tôi không biết mặt mũi như nào kìa, kệ họ đi, chúng ta ăn cơm, đói chết đi được. Chu Dương cười gượng nói, tuy vừa rồi anh cùng Thủy Băng Nguyệt uống mấy cốc cà phê, ăn vài miếng bánh ngọt, nhưng hiện giờ bụng anh đang sôi liên tục. Thấy Chu Dương nói vậy, họ mới hơi tin. Nhưng phải đợi bà Chu và Thủy Băng Nguyệt ra thì họ mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ăn cái gì, cô và em gái anh còn chưa ăn, mà anh đã nghĩ tới ăn anh có lương tâm không hả thẩm bích quân nói với vẻ mặt khinh thường giống như trong biệt thự lúc này chỉ có mình chu dương là người khiến người ta phiền chán nhất điều này khiến cho chu dương không thể chấp nhận ngay được đau lòng muốn chết nhưng anh đường đường là một người đàn ông lại không thể tranh luận với mấy người phụ nữ này nên anh đành phải ngồi im một góc trên sofa tủi thân ăn tạm hoa quả để lót bụng gần hai tiếng trôi qua cửa phòng chu dương mới lại mở ra Bà Chu và Thủy Băng Nguyệt cùng đi ra. Đến khi hai người đi xuống rồi tới phòng khách tầng 1, mấy cô mới thấy bà Chu đang nắm tay Thủy Băng Nguyệt, hơn nữa trên mặt vẫn còn vết tích của hai dòng nước mắt, vành mắt đỏ hoe. Rõ ràng, hai người họ đã trải qua một trận nước mắt đầm đìa ở trong phòng. Và điều có thể khiến bà ấy khóc như vậy có lẽ chỉ có chuyện của ông Chu thôi. Giờ thì mấy người phụ nữ kia mới tin những lời Chu Dương vừa nói, họ bỗng nở nụ cười ánh mắt nhìn thủy băng nguyệt cũng trở nên dịu dàng đây là em thủy băng nguyệt nhỉ thẩm bích quân lớn tuổi nhất ở đây nên cô ấy chào hỏi trước cô ấy cầm tay thủy băng nguyệt thân mật nói những người khác thấy thế cũng thi nhau hỏi thăm thủy băng nguyệt thủy băng nguyệt sướng sờ nhìn những người phụ nữ này nhiệt tình chào hỏi cô ấy nhất thời không phản ứng kịp nhưng ở đây cô ấy có thể cảm nhận được sự công nhận của những người khác như vậy là đủ với cô ấy lắm rồi cuống hồ Ngoài Tô Hiểu Manh và Trần Hân còn ít tuổi ra thì Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Liễu Tuyết đều là những người phụ nữ trưởng thành, vẻ nữ tính toát ra từ họ cũng khiến cho tai cô đỏ bừng. Tiếp sau đó, một loạt nghi ngờ quan trọng bỗng hiện lên trong đầu cô ấy. Những người phụ nữ này là ai? Họ có quan hệ gì với Chu Dương? Chẳng lẽ đều là tình nhân của Chu Dương? Chắc không đâu. Nhưng Thủy Băng Nguyệt là người có IQ cao, biết là không nên hỏi chuyện đó vào lúc này nên cô ấy mặc kệ. Cô ấy cười chào hỏi đối phương. Được rồi, đói cả rồi, mau chuẩn bị ăn cơm thôi. Băng Nguyệt, lại đây. Bà Chu cười mãn nguyện, bà vừa có thêm một người con gái, hơn nữa cũng biết thêm được chút tin tức về Chu Hằng Thiên, hôm nay quả là một ngày ý nghĩa với bà. Chương 773, sự phân tích của Thủy Băng Nguyệt. Mọi người lần lượt ngồi xuống, bầu không khí bỗng sôi động hẳn lên. Băng Nguyệt, con thử cái này xem mẹ có khéo tay hay không có hợp khẩu vị của con không? Bà Chu gắp cho Thủy Băng Nguyệt rất nhiều thức ăn, bát của Thủy Băng Nguyệt gần như đầy ụm lên, nhưng bà Chu cứ như không nhìn thấy, bà vẫn tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của Thủy Băng Nguyệt, cứ như thể tình cảm chưa từng có mấy chục năm trong chốc lát đều vun hết vào người Thủy Băng Nguyệt vậy. Còn Thủy Băng Nguyệt cũng rất bất lực, mặc dù bà Chu nấu những món ăn rất ngon khiến cô rất thèm ăn, nhưng dù sao cô cũng là con gái, có phạm ăn thế nào thì khi nhìn thấy một bát đồ ăn lớn như vậy, Thủy Băng Nguyệt khóc không ra nước mắt, cô vội vàng đưa mắt nhìn Chu Dương cầu cứu. Chu Dương đương nhiên nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Thủy Băng Nguyệt, nhưng anh coi như không thấy. Dù gì đây cũng là tình yêu của mẹ dành cho Thủy Băng Nguyệt, cứ từ từ mà hưởng thụ. Sau khi ăn cơm gần một giờ, Thủy Băng Nguyệt cảm thấy bụng mình như muốn vỡ tung. Mẹ, thực sự là con không ăn nổi nữa. Thủy Băng Nguyệt thì thào với vẻ đáng thương. Thôi được, no rồi thì thôi, đương nhiên bà chu biết thủy băng nguyệt đã ăn rất nhiều thậm chí khả năng ăn còn vượt qua cả một người bình thường rồi có điều lúc nãy nhất thời không kiềm chế được bản thân bà đã muốn gắp đồ ăn cho thủy băng giờ nghĩ lại cũng cảm thấy như thế có vẻ không hay lắm sau khi ăn xong chu dương liền trở về phòng mình mọi người ở tầng dưới đang kéo thủy băng nguyệt nói chuyện phiếm chu dương không chen miệng vào được cầm viên ngọc trong tay vẻ mặt chu dương trầm tư Tuy rằng Thủy Băng Nguyệt cho rằng viên ngọc chính là vật chứng minh để ra vào thế giới nhỏ kia, và cô ấy cũng có thể cùng mình vào thế giới nhỏ đó, nhưng trong lòng Chu Dương vẫn có chút nghi hoặc về cái gọi là thế giới nhỏ này. Nếu có một thế giới nhỏ như vậy, tại sao anh lại chưa từng nghe nói, thậm chí, trong nhiều năm qua cũng chưa từng có ai ghi chép lại một câu một chữ nào. Hơn nữa, trong lúc không ai hay biết gì, mà hứa ra lại biết, bọn họ còn phái người đi cướp lấy viên ngọc của anh, bọn họ biết được nó bằng cách nào hay có ai đó trong hứa ra sở hữu viên ngọc này và biết được sự tồn tại của thế giới nhỏ chu dương không biết trong lòng anh dối bời mặc dù anh đã bắt được đám người hứa du nhưng điều này không có nghĩa là êm chuyện rồi ngược lại chu dương sẽ càng cần phải cẩn thận hơn trong khoảng thời gian tới bởi vì không biết lúc nào thì hứa ra đột nhiên phát hiện ra đám người hứa du bật tâm bật tích hay khi nào hứa ra lại phái người ra ngoài họ sẽ phái bao nhiêu người sức mạnh của những người đó ra sao, tất cả những thứ này Chu Dương đều không biết. Đặc biệt tình hình hiện tại là Chu Dương đang đứng ngoài sáng, còn hứa ra đang đứng trong bóng tối, họ có ưu thế hơn. Trừ phi tôi có khả năng tự bảo vệ mình, hoặc là có đủ tông sư võ giả mới được. Tuy rằng ý tưởng thì hay như thế, nhưng tông sư võ giả đâu có tìm được dễ như vậy. Cho đến thời điểm hiện tại, những tông sư võ giả duy nhất mà Chu Dương có thể dùng được là hai người Nhiêu Xuyên và Bào Ca như xuyên thì cũng đã đành dù sao cũng là người của mình nhưng bào ca là người của hổ gia nếu như lần nào cũng làm phiền bào ca thì chu dương sẽ mang món nợ tình cảm rất lớn mà để trả được món nợ tình cảm này là chuyện vô cùng khó khăn một đêm tĩnh lặng ngày hôm sau khi chu dương vẫn chưa dậy thủy băng nguyệt đã vào phòng anh em vào đây làm gì chu dương hơi kinh ngạc hôm qua thủy băng nguyệt vẫn chưa về sao nhưng vừa nghĩ tới việc mình đang cầm viên ngọc, suy nghĩ rồi ngủ luôn, anh cũng không biết tối hôm qua mẹ anh đã sắp xếp cho Thủy Băng Nguyệt như thế nào, cho nên anh liền thoải mái trở lại. Nhưng mới sáng sớm, đàn ông có những đặc trưng cơ thể nhất định, còn Thủy Băng Nguyệt là một cô gái đẹp, cứ thế bước vào phòng đàn ông như thế này thực sự không thích hợp. Hơ hơ, anh còn không dậy đi, lẽ nào anh không lo đám người hứa ra kia lại tới quấy dậy anh sao? Thủy Băng Nguyệt mỉm cười nói. Hay là anh định giao viên ngọc này ra nghe những gì thủy băng nguyệt nói chu dương đột nhiên cảm thấy có lẽ thủy băng nguyệt có cách giúp anh đối phó với vấn đề này có phải em có cách gì không chu dương vội hỏi vẻ mặt tràn đầy mong đợi hê hê đương nhiên là em có cách rồi có điều anh dậy trước đi đã lát nữa em nói chuyện với anh thủy băng nguyệt nhìn chu dương co rúm trên giường nói với vẻ không mấy vui vẻ sau khi thủy băng nguyệt ra khỏi phòng Chu Dương vội vàng tắm rửa, xuống dưới tầng, đến gặp Thủy Băng Nguyệt. Mau nói đi, em có cách gì hay? Hừ, trọng điểm là viên ngọc của anh, hiện giờ anh không đủ sức chân áp, cho nên người của hứa ra muốn cướp mất viên ngọc của anh. Về phần hứa ra có viên ngọc tương tự hay không thì em không biết, nhưng em đoán là có, nếu bọn họ không biết tác dụng của viên ngọc này thì sẽ không cử người đi cướp đoạt nó. Thủy Băng Nguyệt lấy viên ngọc ra và đặt lên bàn, bây giờ anh vẫn không biết hứa ra quyết tâm đến như thế nào hứa ra có thật sự biết vai trò của viên ngọc này hay không có hai khả năng thứ nhất là hứa ra cũng chỉ là nghe nói được một vài chuyện biết được viên ngọc này có tác dụng rất lớn mà anh cũng nói rồi người của hứa ra cho rằng viên ngọc này chính là vật chứng của một thế giới thần bí điều đó chứng tỏ có thể hứa ra biết được sự tồn tại của thế giới nhỏ này nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn khả năng thứ hai chính là chắc chắn hứa ra biết đến sự tồn tại của thế giới nhỏ, hơn nữa hứa ra cũng có một viên ngọc như vậy, đã có thể để cho một người tự do ra vào thế giới nhỏ kia. Bây giờ họ muốn có được viên ngọc thứ hai, muốn cho người thứ hai của hứa ra vào được thế giới nhỏ đó. Trong hai tình huống này, phản ứng tiếp theo của hứa ra cũng sẽ hoàn toàn khác. Thủy Băng Nguyệt phân tích từng điều một vô cùng cẩn thận. Nhưng không biết rốt cuộc hứa ra có biết sự tồn tại của thế giới nhỏ hay không anh không thể chỉ dựa vào phỏng đoán nếu đoán sai thì người gặp xui xẻo chính là chúng ta chu dương cười gượng mặc dù phân tích của thủy băng nguyệt có lý nhưng không ăn thua lắm ít nhất đối với chu dương nó không hiệu quả như vậy bỏ những chuyện khác sang một bên chu dương đã bắt đám người hứa du hơn nữa còn tra hỏi họ biết được không ít chuyện về hứa ra qua lời của hứa phi có thể nói chu dương đã tát thẳng vào thể diện của hứa ra rồi chỉ cần hứa ra có sự tôn nghiêm và thể diện của một gia tộc ẩn giật thì chắc chắn sẽ trở lại báo thù bảo vệ thể diện và địa vị của mình. Bằng không, nếu hôm nay bị Chu Dương tát vào mặt, thì ngày mai sẽ có Lý Dương và Trần Dương nào đó tới tát vào mặt họ. Vậy hứa ra còn có thể tung hoành trong giới gia tộc ẩn giật được hay không? Ha ha, điều đó đã là gì? Hứa ra cũng chỉ đến thế mà thôi, nói là gia tộc ẩn giật, nhưng suốt nhiều năm nay không hề phát triển, đã sớm lụn bại rồi, chỉ là mang các danh gia tộc ẩn giật thế thôi, thực lực còn không bằng một vài gia tộc hạng nhất. Hơn nữa, hơn 20 năm trước, hứa gia đã xảy ra một chuyện kinh hoàng, khi đó thực lực của hứa gia đã giảm sút rất nhiều. Thủy băng nguyệt cười nhạt, như thể nắm rõ về hứa gia như lòng bàn tay. chương 774, không phải là hứa gia trước đây nữa. Thủy băng nguyệt nói vậy, khiến Chu Dương rất kinh ngạc. Hứa ra đã từng xảy ra biến cố, thực lực bây giờ cũng không như trước đây, thậm chí cũng không có ưu thế bao nhiêu so với những gia tộc hàng nhất. Những điều này trước đây Chu Dương cũng chưa hề hay biết. Lúc trước, khi thẩm vấn Hứa Du và Hứa Phi, anh cũng chưa từng nghe bọn họ nói đến chuyện này. Lẽ nào bọn họ che giấu mình? Chu Dương không dám khẳng định, nhưng anh tin Thủy Băng Nguyệt sẽ không vô cớ nói những chuyện này, càng không nói những lời như vậy để trấn an anh. Thủy Băng Nguyệt sẽ không lừa mình. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Chu Dương. Thế nào, nhìn dáng vẻ này của anh chắc hẳn anh cũng không biết nhỉ. Nếu anh thật sự đối đãi với hứa ra như một gia tộc ẩn giật thì bây giờ cho dù anh dốc hết toàn lực cũng không thể liều mạng với hứa ra, bởi vì như vậy anh không sẽ không nắm chắc phần thắng nào cả. Thủy Băng Nguyệt khẽ cười, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Em không biết anh hiểu thế nào và gia tộc ẩn giật, nhưng nếu anh cũng hiểu giống như những người bên ngoài kia, thì anh có thể sắp chịu thiệt rồi đó. Thủy Băng Nguyệt vô cùng nghiêm túc, trên gương mặt không hề có ý đùa giỡn. Là sao? Lúc này Chu Dương trở nên nghiêm túc hơn. Sự hiểu biết của người khác hay thậm chí là hổ gia và bào ca về gia tộc ẩn giật cũng không sâu sắc. Khi Chu Dương hỏi bọn họ những chuyện liên quan đến gia tộc ẩn giật, bọn họ cũng không cách nào hiểu rõ chi tiết. Nhưng vài ba câu nói vừa nãy của Thủy Băng Nguyệt dường như đã nói rõ sự hiểu biết sâu sắc của cô về gia tộc ẩn giật, Ít nhất Thủy Ban Nguyệt xuất thân từ gia tộc lớn như Chu gia ở thủ đô, biết được những chuyện về gia tộc ẩn giật chắc hẳn cũng không phải chuyện gì khó. Gia tộc ẩn giật, gia tộc ẩn giật là gì? Người bình thường nghe thấy cái tên này liền cho rằng gia tộc ẩn giật đều là đại gia tộc ẩn nấp trên thế giới cả trăm năm, thậm chí còn lâu hơn thế, sức mạnh khủng khiếp không gì sánh bằng. Những kiến thức này không sai, nhưng nếu hiểu biết về gia tộc ẩn giật chỉ có như vậy thì đã sai hoàn toàn. Đúng vậy, khi nghe cái tên gia tộc ẩn giật này liền có thể nghĩ đến một vài điều, mà quả thật phần lớn gia tộc ẩn giật đều là đại gia tộc lánh xa thế sự trên thế giới cả trăm năm, thậm chí đến hàng nghìn năm, trăm năm trước hay nghìn năm trước, nền tảng và thế lực của họ được trải rộng khắp nơi, có thể nói chỉ cần nơi anh có thể nhìn thấy, thì nhất định sẽ có bọn họ. Thủy Băng Nguyệt nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc, dường như gia tộc ẩn giật trong mắt cô cũng là một nhân vật to lớn không dễ đối phó. Hơn nữa đây cũng không phải là thứ mà gia tộc ẩn giật khiến lòng người sợ hãi nhất. Vậy thì là gì? Chu Dương cao mày hỏi, mặc dù trong lòng đã có tưởng tượng sơ bộ về sức mạnh của gia tộc ẩn giật, nhưng bây giờ nghe Thủy Băng Nguyệt nói như vậy, trong lòng anh vẫn vô cùng sửng sốt. Điều mà gia tộc ẩn giật khiến người khác sợ hãi nhất chính là sức mạnh phòng ngự hùng mạnh của bọn họ. Từ xưa đến nay một vài gia tộc lớn, quý tộc lớn cũng không phải chỉ có văn thơ gia truyền, mà sức mạnh quân sự bảo vệ an toàn gia tộc cũng là bọn họ cố gắng hết sức bố trí sắp xếp. Mặc dù bây giờ đã là xã hội hiện đại, khác với cổ đại rất nhiều, nhưng trên thực tế vẫn có không ít nơi tương tự, chỉ ít sức mạnh phòng ngự của những gia tộc ẩn giật đó đã kế thừa hoàn toàn cách làm của những quý tộc lớn. Cái khác chưa nói đến, chỉ nói về hứa gia anh gặp phải lúc này, nếu năm đó hứa gia không xảy ra biến cố, số lượng tông sư võ giả trong gia tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không ít hơn 30 người. Mà cái đó mới chỉ là bề nổi. Sau lưng hứa ra có bao nhiêu người bất tử và vệ sĩ cũng sẽ không để người khác biết. Thủy Bang Nguyệt nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn Chu Dương cũng rất chăm chú. Số lượng tông sư võ giả không ít hơn 30 người. Đây là khái niệm gì? Trong lòng Thủy Bang Nguyệt có một cảm giác yếu đuối. Nhưng điều này đối với Chu Dương mà nói, không khác gì sấm xét giữa trời quang. Trước đây bên cạnh anh chỉ có mỗi nghiêu xuyên là tông sư võ giả thì đã có thể làm náo loạn ở tỉnh Tương Tây Tây chiến đấu với năm gia tộc lớn một cách dễ dàng. Chu Dương không hề cho rằng đó là do thân phận của anh, mà quan trọng hơn chính là vì anh có một tông sư võ giả lợi hại như Nghiêu Xuyên. Nếu không, lúc anh đánh tàn phế Giang Bắc của Giang Gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Ít nhất Giang Gia có ra tay mấy lần, nếu không phải Nghiêu Xuyên ở bên cạnh, Chu Dương cũng không dám bảo đảm mình có thể rút lui an toàn. Suy đi nghĩ lại, một tông sư võ giả có thể bảo vệ Chu Dương bình yên vô sự ở tương Tây. Vậy 30 tông sư võ giả thì sao? Chẳng phải có thể san bằng năm gia tộc lớn sao? Phải biết rằng, khi ở tỉnh tương Tây, Chu Dương biết rõ một tông sư võ giả, chính là một ông già bên cạnh Trương Thái Viêm gia chủ Trương Gia. Vẫn là Nghiêu Xuyên cảm nhận được hơi thở trên người đối phương, sau đó nói với Chu Dương. Nếu không Chu Dương căn bản không biết ông già gần đất xa trời kia lại là một tông sư võ giả. Chưa nói đến việc sau lưng gia tộc hãng nhất Trương gia có bao nhiêu cao thủ, riêng chỉ bề ngoài đã có một tông sư võ giả rồi. Mà trước khi Hứa gia xảy ra biến cố, ngoài mặt có không ít hơn 30 tông sư võ giả. Đó là một sức mạnh to lớn mà Chu Dương căn bản không dám tưởng tượng. Nếu bây giờ Hứa gia vẫn có nhiều tông sư võ giả như vậy, thì Chu Dương căn bản không có chút sức lực nào để đứng trước mặt Hứa gia. Vậy Hứa gia của hiện tại thì sao? Chu Dương trầm giọng hỏi nếu hứa ra có nhiều tông sư võ giả như vậy, thì Chu Dương có thể cần phải thay đổi mạch suy nghĩ. Nhưng nếu hứa ra bây giờ không vượt quá 20 tông sư võ giả như hứa Phi nói, thì Chu Dương cũng không phải không có cách. Bây giờ chắc còn khoảng tầm 12-13 người thôi, đương nhiên đây đều là vẻ ngoài, còn bên trong, trừ ra chủ hứa ra ra thì không ai biết cả. Thủy Băng Nguyệt khẽ cười nói. Lúc nãy sắc mặt Chu Dương thay đổi, đương nhiên Thủy Băng Nguyệt đã nhìn thấy, cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của Chu Dương lúc này. Đổi lại là ai, đột nhiên nghe được trong gia tộc kẻ thù của mình có nhiều tông sư võ giả như vậy, e rằng cũng sẽ hoang mang. Thậm chí ban đầu lúc Thủy Ban Nguyệt biết rằng trong gia tộc hứa ra có nhiều tông sư võ giả như vậy, cô cũng vô cùng kinh ngạc. 12-13 người, tuy không nhiều, nhưng rõ ràng là một lực lượng vô cùng mạnh, nếu toàn bộ họ đều đồng loạt ra tay, thì với khả năng hiện tại của anh căn bản không chống lại được. Có điều chắc hẳn hứa ra sẽ không dễ dàng điều động nhiều tông sư võ giả như vậy đâu." Chu Dương nhìn Thủy Băng Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. "Đương nhiên, tuy sau lưng hứa ra có thể còn có không ít tông sư võ giả, nhưng mười mấy tông sư võ giả ngoài mặt này đương nhiên không thể lập tức ra tay toàn bộ, trừ phi có mối liên quan to lớn đến sinh tử tồn vong của gia tộc." Chương 775: Em không nên biểu hiện chút gì sao? Trong tình hình này, cùng lắm họ sẽ chỉ phái ra ba tông sư võ giả thôi dựa theo tình hình trước mắt, hứa ra phái ra tông sư võ giả đầu tiên đã thất bại, vậy thì tiếp theo rất có khả năng bọn họ sẽ phái ra một lần cả ba tông sư võ giả. Thủy băng nguyệt một tay nâng cầm, khẽ nói. Ba tông sư võ giả sao? Chu Dương lầm bẩm Nếu quả thật chỉ có ba tông sư võ giả, vậy cũng không phải anh không thể chống đỡ. Những cái khác chưa kể đến, trước mắt bên cạnh anh có một tông sư võ giả là Nghiêu Xuyên, còn có thể mượn bào ca từ chỗ hổ ra, Ngoài ra, trong câu lạc bộ Silver Lake cũng có tông sư võ giả. Thực lực thật sự của Trần Thế Hào chính là một tông sư võ giả. Nhưng em nói trước đây hứa ra đã xảy ra biến cố, rốt cuộc là biến cố gì, lẽ nào có gia tộc ẩn giật nào khác ra tay với hứa ra sao? Chu Dương trầm giọng hỏi. Anh rất tò mò, không biết gia tộc ẩn giật như hứa ra từng gặp phải biến cố gì, phải biết rằng, trước đây rõ ràng hứa ra có 30 tông sư võ giả thực lực mạnh mẽ như vậy chu dương căn bản không thể nào tưởng tượng nổi trừ khi là một gia tộc ẩn giật khác như hứa ra ra tay hai con hổ tranh chấp nhất định một bên sẽ bị thương không phải người khác ra tay mà hứa ra nội chiến thủy bang nguyệt lắc đầu thản nhiên nói nội chiến lần này chu dương hơi kinh ngạc anh không ngờ gia tộc như hứa ra mà cũng xảy ra nội chiến trước đây anh còn sắm vai một nhân vật vô cùng quan trọng trong cuộc nội chiến của Tô Gia, do đó dĩ nhiên Chu Dương biết rõ nội chiến trong gia tộc là như thế nào. Chu Dương xoay chuyển suy nghĩ, nghĩ đến điều Thủy Băng Nguyệt vừa nói, trước khi hứa ra chưa xảy ra biến cố, trong gia tộc rõ ràng có 30 tông sư võ giả. Nhưng sau khi xảy ra biến cố, trong gia tộc chỉ còn lại 12, 13 tông sư võ giả. Tông sư võ giả không thể nào chết dễ dàng như vậy, chẳng lẽ là một trong hai bên tranh đấu tự lập nhà của riêng mình. Hứa ra tách riêng rồi à? Ừ, đúng là có nội chiến, còn về nguyên nhân cụ thể của việc nội chiến, em cũng không rõ lắm, nhưng cơ bản cũng không khác gia tộc bình thường lắm, đều bởi vì tranh chấp quyền lực. Lần nội chiến đó đã tạo thành tổn hại vô cùng lớn đối với hứa ra, cho tới bây giờ hứa ra vẫn chưa khôi phục lại thế lực, gia chủ hứa ra bây giờ chính là bên thắng lợi bên thua rời đi đã dẫn theo một nửa tông sư võ giả của hứa ra đã ủng hộ ông ta, bây giờ ở đâu thì không ai biết. Thủy băng nguyệt chậm rãi nói, phơi bày cho Chu Dương một cảnh tượng hỗn loạn của nội chiến trong gia tộc ẩn giật, khiến Chu Dương trong thời gian ngắn kinh ngạc không thôi, không kịp phản ứng. Cho nên, lần này đối đầu với anh, muốn cướp viên ngọc của anh có lẽ là bên nhánh chính của hứa ra hiện tại. Yên tĩnh. Thủy băng nguyệt nói xong, lặng lẽ nhìn Chu Dương, cô muốn xem Chu Dương sẽ có phản ứng gì. Chu Dương cũng trở nên trầm mặc. Anh đang suy ngẫm nội dung Thủy Băng Nguyệt vừa nói. Hứa ra nội chiến, thực lực giảm mạnh, chia làm hai phe, một phe là nhánh chính đang chống lại mình, muốn cướp viên ngọc từ chỗ mình, còn một phe khác là kẻ thất bại năm đó, bây giờ đã mất tích chẳng biết đi đâu. Đường đường là một gia tộc ẩn giật, vì một cuộc nội chiến mà bị sụp đổ. Nhưng thực lực hứa ra giảm mạnh sau trận nội chiến, theo lý mà nói, bọn họ càng muốn nhanh chóng lấy được viên ngọc này mới đúng, do đó có thể lần tới bọn họ sẽ cử ra càng nhiều tông sư võ giả hơn, mà không chỉ là ba người đâu. Chu Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng thực tế. Sau khi xảy ra biến cố, thực lực hứa ra đã giảm xuống rất nhiều, rất có thể chênh lệch vô cùng lớn so với cách gia tộc ẩn giật khác. Trong hình huống này, hứa ra có thể đã biết được sự tồn tại của thế giới nhỏ, cũng biết được viên ngọc trên người Chu Dương là chìa khóa mở thế giới nhỏ, vậy thì bọn họ phải càng thêm coi trọng mới đúng. Nếu lần đầu tiên đã cử ra hứa du đến thăm dò, thì lần tới rất có thể hứa ra sẽ bày thêm một thế trận lớn. Chu Dương cảm thấy Thủy Băng Nguyệt nói rằng ba tông sư võ giả là hơi ít. Nói không chừng, hứa ra sẽ cử ra hơn một nửa tông sư võ giả, quyết tâm một lần hành động có thể cướp được viên ngọc trên người Chu Dương. Vậy nên, anh định làm gì? Thủy Băng Nguyệt hỏi lại. Nếu thật sự là ba tông sư võ giả như em nói, anh cũng không phải hoàn toàn không có cách, nhưng một khi vượt qua ba người, thậm chí là năm, sáu, bảy tông sư võ giả, anh thật sự không còn cách nào, trừ khi. Chu Dương lắc đầu, hơi phiền não, nhưng anh chỉ nói một nửa thì không tiếp tục nói nữa, mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Băng Nguyệt. Đúng là bản thân anh thì không có cách gì, nhưng người trước mắt anh thì chưa hẳn đã không có cách. Thủy Băng Nguyệt nói thế nào cũng là đại tiểu thư của Chu Gia ở thủ đô, nếu Thủy Băng Nguyệt có yêu cầu, liệu Chu Gia có cử ra hai tông sư võ giả bảo vệ cô không? Ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong đầu Chu Dương đã lập tức bám dễ như cây đại thụ, không thể nào thu hồi. Chu Dương càng nghĩ như vậy thì càng cảm thấy có thể thực hiện. Anh nhìn em như vậy làm gì? Chu Dương nhìn Thủy Băng Nguyệt chằm chằm khiến cô hơi hốt hoảng. Tuy họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao Thủy Băng Nguyệt cũng mới chỉ quen Chu Dương một ngày, Thủy Băng Nguyệt cũng chưa hiểu rõ về Chu Dương, không biết Chu Dương liệu có suy nghĩ gì không tốt không. Dù sao, hôm qua trong nhà nhiều phụ nữ như vậy đã khiến Thủy Băng Nguyệt có cảm giác không tốt lắm. Chu Dương còn trẻ tuổi, trong nhà đã có hẳn vài người phụ nữ, hơn nữa bất kể là chủ tịch lạnh lùng, em gái nhà bên hay là ngôi sao nổi tiếng, loại hình nào cũng có nếu không phải Chu Dương là loại người có tâm lý biến thái thì tại sao trong nhà có nhiều phụ nữ như vậy? Hơn nữa Thủy Băng Nguyệt biết, Chu Dương đã từng ở rể, có một người vợ chính thức, hơn nữa hình như Tạ Linh Ngọc hôm qua cũng ở đó. Nhưng nhìn thấy Tạ Linh Ngọc và những người phụ nữ khác ở cùng nhau giống như hoàn toàn không để ý, trong lòng Thủy Băng Nguyệt cũng hơi khó chịu với Chu Dương. Ha ha, hôm qua không phải em nói muốn làm chị của anh sao? Bây giờ em trai gặp nạn, Em là một người chị, chẳng lẽ không biểu hiện gì? Chu Dương cười nói. Biểu hiện gì? Nghe được Chu Dương nói vậy, tảng đá trong lòng Thủy Băng Nguyệt mới buông lỏng một chút. Nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng Thủy Băng Nguyệt không còn chút cảnh giác nào. Nhớ Chu Dương đưa ra yêu cầu không an phận nào, muốn Thủy Băng Nguyệt trực tiếp tiêu diệt hứa ra, thì cô cũng không có bản lĩnh đó. Hơn nữa sợ là trong phạm vi cả nước cũng không có mấy người có năng lực này. Em đến từ Chu Gia, em nói xem nếu em yêu cầu với gia tộc, liệu gia tộc có thể cử hai tông sư võ giả đến bảo vệ em không? Đến lúc đó, có bọn họ, cho dù hứa ra cử mấy tông sư võ giả đến đối phó anh, anh cũng có thể ứng phó được phần nào. Chu Dương nói ra suy nghĩ trong lòng mình. chương 776, kiến nghị của Thủy Băng Nguyệt. Chu Dương cũng không phải nói linh tinh. Cho dù thủy băng Nguyệt không mang họ Chu mà theo họ của mẹ đẻ cô, nhưng rốt cuộc vẫn là con gái duy nhất của gia chủ Chu gia Chu Hằng Thiên, chảy trong mình dòng máu Chu gia. Với tư cách là con gái duy nhất của Chu Hằng Thiên, cho dù tương lai không thể kế thừa chức vị gia chủ, nhưng ở thời điểm này, trước khi thành lập gia đình, quyền lợi cô được hưởng ở Chu gia cũng không phải ít. Chu gia là với tư cách là bốn gia tộc lớn ở thủ đô, cũng là gia tộc hạng nhất đỉnh cao trong cả nước dĩ nhiên sẽ vô cùng coi trọng việc bảo vệ nhân vật quan trọng trong gia tộc. Càng không cần nói Thủy Băng Nguyệt còn là con gái của gia chủ Chu Hằng Thiên. Thủy Băng Nguyệt rời khỏi thủ đô, hoạt động ở Đông Hải, Chu gia cử ra một, hai tông sư võ giả cũng coi như là chuyện vô cùng bình thường. Tuy Chu Dương không biết Chu gia có bao nhiêu tông sư võ giả, nhưng nghĩ đến quy mô to lớn của Chu gia bây giờ, có lẽ số lượng cũng không ít, cho dù không nhiều đến mức có thể tiêu diệt hứa ra, nhưng có lẽ cũng không chênh lệch lắm. Chu Dương tin rằng, nếu như tất cả giống với phân tích của anh và Thủy Băng Nguyệt, lần này khi hứa ra phát hiện hứa du đã mất liên lạc, nhất định sẽ cử thêm hai, ba tông sư võ giả. Nếu có được tông sư võ giả mà Thủy Băng Nguyệt đưa đến từ Chu Gia, vậy thì lực lượng để Chu Dương đối phó với hứa ra lại tăng thêm vài phần. Chu Dương nói xong cũng không thúc giục Thủy Băng Nguyệt, mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Chu Dương biết, thật ra Thủy Băng Nguyệt cũng cần suy nghĩ. Trên thực tế, đúng là Thủy Băng Nguyệt đang suy nghĩ thật. Không phải cô không muốn giúp Chu Dương, chính vì muốn giúp Chu Dương nên cô mới có nhiều ý kiến như vậy. Dù thế nào, Chu Dương cũng là anh trai ruột cùng cha khác mẹ của cô, tuy là con riêng, nhưng từ nhỏ đến lớn Thủy Băng Nguyệt cũng đã không ít lần nghe được cái tên này từ miệng của bố mình. Vì vậy từ khi còn nhỏ, Thủy Băng Nguyệt đã biết mình có một người anh trai. Điều vừa rồi cô phân tích không đúng hoàn toàn, cũng không phải không có căn cứ, mà là tin tức Chu gia thu thập được nhiều năm nay. Lời Chu Dương vừa nói cũng đã nhắc nhở Thủy Băng Nguyệt. Đúng là với thực lực bây giờ của Chu Dương, không có sự giúp đỡ của Chu gia, muốn chống lại gia tộc ẩn giật như hứa ra, không khác gì kẻ ngốc nói mơ. Bản thân mình lại là đại tiểu thư Chu gia, sinh sống riêng ở bên ngoài, nên Chu gia đã cử hai tông sư võ giả đến bảo vệ. Nếu cô sắp xếp hai tông sư võ giả này ra mặt trợ giúp Chu Dương, cũng là một ý tưởng không tồi. Ý tưởng thì không tồi, nhưng em vẫn cần phải quay về bàn bạc với mọi người một chút, dù sao thì tông sư võ giả cho dù là Chu gia cũng phải vô cùng tôn kính, bọn em không thể sai bảo họ tùy ý được." Thủy Băng Nguyệt khẽ nói. Chu Dương vừa nghe xong lập tức nhếch miệng cười, trong lòng bỗng yên tâm hơn. Lời của Thủy Băng Nguyệt đã rất rõ ràng, cô có thể giúp đỡ Chu Dương. Nhưng sau khi trở về phải nói một tiếng với hai tông sư võ giả về chuyện này, về phần làm hay không thì phải dựa vào hai tông sư võ giả kia. Theo Chu Dương thấy, với địa vị của Thủy Ban Nguyệt ở Chu gia, tuy không thể ra lệnh cho hai tông sư võ giả kia, nhưng có thể được phái đến bảo vệ Thủy Ban Nguyệt nhất định đều là người thân cận với cô, hoặc có mối quan hệ tốt với mẹ đẻ của Thủy Ban Nguyệt khi còn sống. Với tình huống này, cho dù hai tông sư võ giả kia không hoàn toàn ra tay trợ giúp Chu Dương, nhưng chỉ cần một người giúp đỡ, vậy thì lực lượng của Chu Dương cũng sẽ dồi dào hơn. Chỉ là, trước đây hứa ra xảy ra biến cố, tuy lúc đó một phe thất bại biến mất không tung tích, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, dù sao vẫn có một bộ phận phải mưu sinh bên ngoài, theo em biết thì có lẽ bọn họ có người hoạt động ở Đông Hải. Ánh mắt Thủy Băng Nguyệt nhìn Chu Dương trở nên kỳ lạ, giống như mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Cái gì? Chu Dương vô cùng ngạc nhiên, anh không ngờ bản thân lại có thể nghe được tin tức này. Hơn nữa, Thủy Bang Nguyệt nói như vậy, nhất định không phải vô duyên vô cớ, nhất định cô có mục đích và ý tưởng riêng. Nói đi xem nào, ý của em là bảo anh đi tìm những người thất bại năm đó. Chu Dương khẽ nói, trái tim đập rộn ràng. Đúng vậy, nếu như quả thật trước đây hứa ra từng xảy ra biến cố, vậy lúc này người đang quản lý hứa ra dĩ nhiên là những người thắng lợi năm đó cũng chính những người này ham muốn có được viên ngọc trong tay Chu Dương. Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Một mình Chu Dương, tuy không thể nào đánh đồng cùng hứa ra bây giờ, nhưng nếu có thể liên hệ được với những người hứa ra thất bại năm đó, hai bên nhu cầu trong hòa bình, có lẽ không cần tới viên ngọc trong tay Chu Dương vẫn hợp tác với nhau một cách vui vẻ. Nhưng anh không biết gì về chuyện hứa ra năm đó, nếu không phải em nói với anh, thì anh cũng không biết anh nên tìm những người hứa ra đó ở đâu. Chu Dương dò hỏi, khoảng cách đến Thủy Băng Nguyệt lại gần hơn một chút. Hi hi, mặc dù em không biết rõ toàn bộ, nhưng cũng biết một người, có lẽ liên quan không ít với hứa ra năm đó, chắc là anh có thể đi tìm ông ấy. Thủy Băng Nguyệt cười hi hi nói, cô ghé sát vào tai Chu Dương, khẽ nói ra tên của đối phương. Chu Dương vừa nghe đã thay đổi sắc mặt, con người lập tức co lại. Chấm. Trong phòng tầng 2, Chu Dương nằm sấp trên bàn đọc sách, nhắm mắt trầm tư. Rất nhiều chuyện, anh cần có thời gian suy nghĩ cẩn thận, nhất là vừa rồi mới trao đổi với Thủy Băng Nguyệt đã biết được vài chuyện trước đây mình không biết. Lúc này, trong đầu Chu Dương vô cùng hỗn loạn, cảm giác như một đống bột nhão. Tìm Thủy Băng Nguyệt mượn hai tông sư võ giả là một mặt, đây coi như là một lợi ích nhỏ của Chu Dương. Về phần tìm kiếm những người hứa ra thất bại năm đó khi hứa ra xảy ra biến cố, cũng là một biện pháp không tồi. Chỉ là, Chu Dương không ngờ, người hứa ra thất bại năm đó lại là ông ấy. Muốn thuyết phục đối phương, không phải là vài ba câu có thể nói rõ được, cũng không phải lợi dụng quan hệ hai bên là có thể mời được đối phương giúp đỡ. Trong đó, vẫn còn rất nhiều quan hệ lợi ích cần làm rõ. Nếu không, năm đó ông ấy từng thất bại một lần, nhiều năm như vậy bọn họ lại không có của cải của hứa ra, thực lực cũng không bằng trước đây, dĩ nhiên sẽ không phải là đối thủ của hứa ra bây giờ, dựa vào cái gì phải hợp tác với Chu Dương chứ? Giành à, hay là Chu Dương hấp dẫn quá? Chu Dương tự cho rằng mình không có bản lĩnh và sự hấp dẫn lớn đến vậy, đặc biệt là chuyện lớn như vậy, càng cần dựa vào lợi ích để nói chuyện. Điều có thể đánh động đối phương nhất, chính là khiến đối phương có thể quay lại hứa ra lần nữa, trở thành nhánh chính nhưng những điều này đều không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu rõ. Bây giờ Chu Dương cũng không vội vàng đi gặp ông ấy. Hai ngày này, tranh thủ lúc Thủy Băng Nguyệt đi hỏi ý kiến của hai tông sư võ giả kia, anh cũng phải nghĩ thông suốt vài chuyện. chương 777, không ngờ lại là ông một. Thời gian trôi qua từng ngày, ba ngày chỉ như cái chớp mắt. Bên Thủy Băng Nguyệt báo về một tin vui, bên cạnh cô quả thật có hai tông sư võ giả, có thể cho Chu Dương mượn dùng. Nhưng chỉ có thể mượn một trong hai, một người phải ở lại bảo vệ an toàn của Thủy Băng Nguyệt. Thủy Băng Nguyệt làm vậy đã là cố gắng hết sức rồi, đây cũng là thỏa thuận giữa hai tông sư võ giả và Thủy Băng Nguyệt. Vốn dĩ, những chuyện thế này, nhất là có liên quan đến cả gia tộc ẩn giật, hai vị tông sư võ giả không hề muốn dây vào, tránh rước thêm phiền phức mang đến rắc rối cho Chu gia. Nhưng không còn cách nào khác, Thủy Băng Nguyệt kiên quyết sắp xếp cho bọn họ hợp tác với Chu Dương. Bất đắc dĩ, hai người đành thương lượng cùng Thủy Băng Nguyệt, cử ra một tông sư võ giả đến hợp tác với Chu Dương. Tông sư võ giả đó, Chu Dương đã từng gặp, mấy ngày nay người này luôn đi loanh quanh vịnh lục cảnh, là một người hơn 50 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng gương mặt không có quá nhiều nếp nhăn hơn nữa da rẻ cũng khá tốt, khí thế mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Nhiêu Xuyên. Nhóc con, chuyện lần này là do nể mặt tiểu thư nhà tôi, nếu cậu dám có ý nghĩ bậy bạ gì với tiểu thư, tôi khuyên cậu nên xóa bỏ ngay đi, bằng không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Người này tên là Chu Phong, vệ sĩ của gia tộc Chu Gia, chưa biết thân phận của Chu Dương. Vì vậy Chu Phong cho rằng Chu Dương là một kẻ cảm thấy Thủy Băng Nguyệt đơn thuần, muốn lợi dụng cô, là kẻ trong đầu đầy ý xấu xa, vừa vào cửa nhìn thấy Chu Dương liền nhìn chằm chằm như hổ đói, tựa như dây tiếp theo sẽ xông lên dậy dỗ Chu Dương. May là có Thủy Băng Nguyệt bên cạnh Chu Phong mới có thể kiềm chế, nếu không Chu Dương cũng không dám tưởng tượng số phận của mình sẽ ra sao. Khóe miệng khẽ co giật, Chu Dương không ngờ vì tông sư võ giả Thủy Băng Nguyệt đưa đến cho mình lại có tính cách quái dị như vậy, hơn nữa ánh mắt nhìn mình còn tràn ngập cảnh giác đề phòng, đầy vẻ cảnh cáo. Rõ ràng là hình ảnh một ông già bảo thủ, sợ Chu Dương lấy mất cục cưng mình khổ cực dày công chăm sóc hơn 20 năm. Yên tâm đi, tôi không phải loại người đó, và lại, lần này mời ông đến cũng để tăng thêm thể diện thôi. Chu Dương mỉm cười, vội vàng cam đoan. Vốn dĩ không cần Chu Phong cảnh cáo, giữa anh và Thủy Băng Nguyệt cũng sẽ chẳng có chuyện gì, dẫu sao hai người cũng là quan hệ anh em. Hừ, người kia khá ngạo mạn, nghe những lời Chu Dương nói mặc dù nét mặt vẫn nghiêm nghị nhưng rõ ràng đã ôn hòa hơn lúc trước. Đúng rồi, tôi đã suy nghĩ về chuyện này khá nhiều, quyết định hôm nay tìm ông ấy nói chuyện, em ở lại đây hay về Thúy Hồ Cư. Chu Dương nhìn Thủy Băng Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Thủy Băng Nguyệt đang là tổng giám đốc của Thúy Hồ Cư, cũng không thể ở vịnh Lục Cảnh mãi được, như vậy không ổn. Hơn nữa thân phận của Thủy Băng Nguyệt ở Đông Hải hẳn là không ai không biết, người của mấy gia tộc lớn thì chưa chắc nhưng những người ở tầng lớp cấp cao thì khá nhiều người biết. Mà Thủy Băng Nguyệt đã ở vịnh Lục Cảnh mấy ngày rồi, trong chốc lát sẽ không ai nghĩ gì. Nhưng một thời gian dài thì chưa chắc. Cô Đường Đường là tổng giám đốc của Thúy Hồ Cư, một người có địa vị, vô duyên vô cớ đến ở vịnh Lục Cảnh là có ý gì? không phải vịnh lục cảnh không tốt mà là nó không xứng với thân phận chủ nhân thúy hồ cư của thủy băng nguyệt nếu là người suy nghĩ sâu xa có thể sẽ đoán mỏ về quan hệ giữa chu dương và thủy băng nguyệt ừ em ra ngoài đã mấy ngày rồi nên quay về thôi hôm nay em về thúy hồ cư điều chu dương nghĩ thủy băng nguyệt cũng hiểu cô ấy lập tức đưa ra quyết định một lát sau khi thu dọn xong xuôi thủy băng nguyệt về thẳng thúy hồ cư còn chu dương dẫn chu phong đến tìm người kia nói chuyện một giờ sau, khách sạn Huy Hoàng. Lúc trước Chu Dương sắp xếp để mấy người Nhiêu Xuyên ở lại đây, khi đó hổ ra rất tích cực hợp tác, thậm chí không nói nhiều lời liền sắp xếp một phòng VIP trên tầng 3, lại đặc biệt cử người chăm sóc cho đám người hứa du, cho họ ăn uống, đảm bảo bọn họ không xảy ra chuyện ở đây. Chu Dương không nhớ trước giờ đã đến khách sạn Huy Hoàng bao nhiêu lần, e rằng không dưới 10 lần. Mặc dù mỗi lần đến, đều cảm thấy trang trí của khách sạn Huy Hoàng quá xa hoa lộng lẫy, quá phô trương, không có hàm xúc và tinh tế như phong cách của người hoa hạ tuy nhiên lần này khi nhìn thấy vẻ lộng lẫy xa hoa của khách sạn lớn này tâm trạng chu dương đã khác hoàn toàn ánh mắt chu dương phức tạp đưa chu phong đi thẳng đến phòng làm việc của hổ ra ha ha chu dương hôm nay ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy vừa nãy tôi và bào ca mới nói đến cậu không ngờ nhắc tào tháo là tào tháo tới đấy vừa nói cậu liền đến rồi hổ ra thấy chu dương mặt tràn đầy vui vẻ bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay anh kéo vào trong. Lúc này, trong phòng làm việc bào ca đang ngồi trên ghế sofa cũng chú ý đến Chu Dương và Chu Phong. Chu Dương là người quen, bào ca không để ý, nhưng ngay khi Chu Phong bước vào, bào ca lập tức cảnh giác. Đây là một cao thủ, chỉ ít không hề kém mình. Đó là suy nghĩ đầu tiên của bào ca khi thấy Chu Phong. Mặc dù anh ta biết Chu Dương sẽ không gây sự, với lại Chu Dương trước mắt vẫn cần họ giúp đỡ, nhưng đó là phản ứng trong tiềm thức của bào ca với Chu Phong. Đây là tông sư võ giả. Trong lòng bào ca hơi kinh ngạc. Ông già trước mặt mặc dù trông rất bình thường, nhưng khí thế trên người và cả ánh mắt đó, bào ca chỉ khẽ chạm phải liền cảm thấy cả người tê dại, nhói đau như có luồng điện chạy qua. Thế nhưng đây cũng không phải toàn bộ cảm nhận trong lòng bào ca, anh ta một mặt cảnh giác với Chu Phong, một mặt lại rất ngạc nhiên về Chu Dương. Trước đây bào ca đã từng gặp Nghiêu Xuyên, biết nghiêu xuyên là một tông sư võ giả thực lực mạnh hơn mình một chút hơn nữa chỉ nghe theo lời chu dương bây giờ lại xuất hiện một ông già mà có vẻ như cũng là chu dương tìm đến chu dương này lẽ nào chỉ là cổ đông bình thường của công ty danh dương thôi sao nếu không dựa vào thân phận của chu dương sao lại có tới hai tông sư võ giả được điều này thiếu chút nữa là lập được một gia tộc lớn rồi chu phong cũng không có quá nhiều cảm xúc anh liếc nhìn bào ca một cái thầm gật đầu, là một hạt giống tốt, tuổi còn trẻ đã đạt tới trình độ tông sư võ giả, luyện thêm vài năm, có lẽ còn có thể tiến xa hơn. Chu Phong cũng không tỏ vẻ xa cách, bước đến ngồi xuống bên cạnh bào ca, thoải mái dựa lưng vào ghế sofa. Hổ ra và Chu Dương ngồi đối diện nhau, trên mặt hai người đều mỉm cười, nhìn rất thân thiết, tựa như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Chu Dương lần này đến, có phải muốn tìm đám người hứa du không? Cậu yên tâm, tôi chăm sóc người giúp cậu rất tốt. chương 778, không ngờ lại là ông hai. Hổ ra vẫy tay, nét mặt vui vẻ, ánh mắt nhìn Chu Dương càng thêm hiền từ. Không phải, tôi không đến tìm họ, tôi đến để gặp ông. Chu Dương lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hổ ra, trên mặt nở nụ cười kỳ quái. Diễn, vẫn còn diễn. Chu Dương thật không ngờ diễn xuất của hổ ra lại tốt đến vậy. Kể từ khi Chu Dương nói công ty danh Dương gặp vấn đề, quận phổ đã đột nhiên xuất hiện vài người, mà sau đó bên Trần Thế Hào cũng điều tra được một số thứ, anh luôn cảm thấy mọi việc diễn ra quá suôn sẻ. Lúc đó vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng bây giờ sau khi nghe Thủy Băng Nguyệt nói, suy ngẫm lại, Chu Dương chợt thấy sống lưng ớn lạnh. Nếu Thủy Băng Nguyệt không nói những lời đó với anh, Chu Dương rất có thể sẽ bị biến thành một thanh đao để kẻ khác lợi dụng ngay cả trần thế hào cũng chỉ điều tra được vài tin tức đại khái về đám người hứa du ví dụ như tên cầm đầu là hứa du bọn họ dùng thủ đoạn vô cùng thô bạo để cướp đi cửa hàng kinh doanh ngoài ra chẳng còn manh mối nào khác thế nhưng sau khi anh nói chuyện này với hổ gia hổ gia rất nhanh đã cho chu dương vài đáp án khác ví dụ như hứa du này đến từ hứa gia đó là một gia tộc ẩn giật thực lực mạnh gấp mấy lần gia tộc hạng nhất khi ấy chu dương chỉ cảm thấy hổ gia rất lợi hại những chuyện này cũng có thể điều tra ra được, quả nhiên là người có địa vị và thực lực không hề tầm thường ở Đông Hải. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hổ ra làm gì có chỗ nào lợi hại, mà là, hứa ra này đã quá quen thuộc với hổ ra. Thậm chí cả việc nhờ hổ ra điều động người phía sau, ông liền sắp xếp để một tông sư võ giả như bào ca đến trợ giúp, mọi việc diễn ra quá thuận lợi. Tìm tôi, có việc gì sao, hay là gặp vấn đề gì? Không sao, cậu nói đi, chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định không từ chối. Hổ ra thấy nụ cười kỳ lạ trên mặt Chu Dương, cảm thấy hơi bất thường, nhưng sau đó lại cho rằng Chu Dương gặp khó khăn vì vậy liền chính nghĩa nói. Tâm trạng hổ ra bây giờ rất tốt, chỉ cần Chu Dương không đưa ra yêu cầu gì quá khó khăn, ông vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Dù sao, Chu Dương cũng là một thanh niên hổ ra rất coi trọng. Hổ ra đặt hai tay lên đầu gối, tựa lưng vào ghế, cười nhạt nhìn Chu Dương tôi tin là hổ gia nhất định có đủ khả năng. Chu Dương khẽ cười. Từ lúc tôi bắt đám người hứa du, đã mấy ngày trôi qua, hứa ra thì sao? Có lẽ họ phát hiện mấy người hứa du mất liên lạc, bây giờ đang điều tra. Tôi không thể đảm bảo hứa ra sẽ không điều tra được thân phận của tôi, vì vậy lần này, hứa ra chắc sẽ cử một đội hình mạnh hơn đến tìm tôi, mà tình hình bây giờ của tôi, hổ ra ông cũng biết rồi, lần trước may nhờ có bảo ca trợ giúp nếu không cũng không đối phó nổi với đám người hứa du, cho nên lần này tôi mong hổ ra có thể giúp đỡ nhiều hơn. Chu Dương cười nhạt, nhìn hổ ra, cũng không nói quá nhiều. Có vài việc, không cần phải trực tiếp lật tẩy, ít nhất cần phải có một bước đệm. Bằng không, Chu Dương không dám bảo đảm mình nói ra hết toàn bộ biến cố của hứa ra năm đó, hàng loạt chuyện thất bại ở Đông Hải, hổ ra sẽ phản ứng thế nào? Ồ, cậu cần tôi giúp gì? Trong mắt hổ ra có chút gợn sóng, nhìn Chu Dương, hạ giọng nói. Tuy hổ ra vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng không còn thoải mái tự tại như trước, tựa như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ông. Giờ phút này nét mặt hổ ra khá nghiêm túc, ánh mắt nhìn Chu Dương không còn thản nhiên nữa. Trên thực tế, lúc này trong lòng hổ ra cũng đang có tính toán. Ông biết lần này Chu Dương đến tìm mình, e rằng có liên quan đến chuyện này, nhưng đối với yêu cầu trợ giúp của Chu Dương, cần giúp bao nhiêu hổ ra vẫn quyết định nghe thử suy nghĩ của Chu Dương tôi muốn hổ ra cử thêm tông sư võ giả hợp tác với tôi, tránh cho bên hứa ra lại xuất hiện nhiều tông sư võ giả hơn. Chu Dương nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hổ ra hơi trột dạ, nghiêm túc nhìn Chu Dương, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của anh, không giống đang đùa. Nhưng hổ ra tự hỏi, ý của Chu Dương là gì? Cử thêm tông sư võ giả hợp tác với cậu ấy. Lẽ nào thật sự coi tông sư võ giả là cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? nên biết ở Đông Hải trong mấy gia tộc hạng nhất, số lượng tông sư võ giả cũng không quá nhiều, thường chỉ có vài người, có khi chỉ có một. Ha ha, Chu Dương à, cậu đang đùa đấy hả? Người như tông sư võ giả, hai ta đều biết, không giấu gì cậu, bên cạnh tôi chỉ có một mình Bào Ca là tông sư võ giả, lúc trước tôi lang bạt ở Đông Hải, muốn nhiều tông sư võ giả đi theo tôi còn không có. Có điều, dù gì tôi cũng có chút quan hệ vẫn có thể tìm vài người thực lực không tệ từ mấy bạn cũ năm đó qua đây giúp cậu. Hổ ra mỉm cười nói, giọng điệu khá bất lực, giống như yêu cầu vừa rồi của Chu Dương là làm khó người khác, vốn không thể thực hiện được. Ha ha, hổ ra, nói thật, tôi đối phó với hứa ra, cả tôi và ông đều có lợi, hơn nữa tôi còn là người đứng mũi chịu sào, hầu hết nguy hiểm đều dồn vào tôi. Nếu như hổ ra ngay cả chút chuyện này cũng không giúp được, thì còn ý nghĩa gì nữa? tôi thà đồng ý với yêu cầu của hứa gia cho xong chu dương buông tay hết sức bất lực nhưng trên mặt anh vẫn đầy vẻ vui đùa còn hổ ra lại hơi sửng sốt trong lòng không ngừng cân nhắc lời chu dương nói chu dương lời này của cậu có vài chỗ tôi không hiểu lắm hứa ra kiếm chuyện với cậu tôi coi trọng cậu nên không muốn cậu xảy ra chuyện sao lại là tôi có lợi được hổ ra giả vờ ngạc nhiên ha ha hổ ra hứa ra đúng là gia tộc ẩn giật thực lực rất mạnh cũng không sai, nghe nói thời kỳ đỉnh cao, trong gia tộc có hơn 30 tông sư võ giả, nhưng đó là chuyện trước đây. Hứa ra bây giờ, đã không còn là hứa ra khi xưa nữa rồi. Chu Dương khẽ cười. Là ý gì? Hổ ra nhíu mày nhìn Chu Dương, một ý nghĩ sâu xa xẹt qua đáy mắt, trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng. Hổ ra, 10 năm trước, chuyện nội bộ hứa ra xảy ra biến cố, ông có biết không? Chu Dương cười hỏi. Ngay tức khắc, trái tim hổ ra đập thình thịch, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, biểu cảm không có bất cứ thay đổi nào, thấp giọng nói. Chuyện này tôi thực sự không biết, Chu Dương nói nghe thử xem nào. Hổ ra hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc, chuyện năm đó dù là ở Đông Hải cũng là một bí mật lớn, rất hiếm người biết đến. chương 779, tên thật của hổ ra. Cho dù mấy ông già sống dai kia biết, căn bản cũng không dám ở ngoài khua môi múa mép, một khi chọc giận hứa ra bọn họ cũng không gánh nổi hậu quả. Năm đó hứa ra là gia tộc ẩn giật, thực lực lớn mạnh, trong gia tộc có hơn 30 tông sư võ giả, cao ngạo ở Đông Hải, nhưng mười mấy năm trước vì tranh giành quyền lực trong nội bộ gia tộc mà hứa ra xảy ra nội chiến chia thành hai phe, đấu đá lẫn nhau cuối cùng cả hai đều bị thiệt. Cho dù hai bên đều thiệt hại, nhưng đã phân được thắng thua, người nắm phần thắng đã kế thừa vị trí gia chủ của hứa ra, những người thua cuộc đã rời khỏi hứa ra, biến mất biệt tích người ngoài thậm chí là người của hứa gia đều cho rằng những người kia đã rời khỏi đông hải nhưng trên thực tế bọn họ vẫn ở đông hải ở sau lưng tập hợp lực lượng đợi thời cơ đoạt lại hứa gia không biết tôi nói đúng hay không hứa tông hổ tiên sinh chu dương chậm rãi nói đặc biệt khi nói về danh tính thật sự của hổ gia trên gương mặt thả lỏng nhưng đáy mắt lại lóe lên sự nghiêm trọng bởi vì anh không hiểu về hổ gia lắm mọi thứ anh hiểu đều là lời truyền miệng hoặc là chút ấn tượng trong quá trình tiếp xúc với hổ gia, nghe hổ gia kể lại những chuyện đã qua. Có thể nói mọi ấn tượng của Chu Dương về hổ gia trên cơ bản đều là hổ gia cố gắng tạo nên muốn để Chu Dương nhìn thấy bề ngoài. Ba chữ hứa tông hổ vừa nói ra, con người của hổ gia lập tức co rút lại, trái tim bỗng đập thình thịch, ông liền đứng bật dậy phát ra một tiếng ầm, ngay cả chiếc ghế cũng bị đá đổ. Mà bao ca ở ghế sofa kế bên cũng muốn đứng dậy ngay, nhưng lại bị Chu Phong bên cạnh ngăn lại. Hai tông sư võ giả, không ai có thể khống chế đối phương, nhưng chỉ cần đối phương vẫn ở đây bọn họ sẽ không thể bước lên làm phiền Chu Dương và Hổ gia. Cậu có ý gì? Sau khi Hổ gia đứng lên, đột nhiên mới nhận ra phản ứng của mình quá kích động. Vừa nãy ông chỉ là bất ngờ nghe thấy Chu Dương nói ra cái tên Hứa tông hổ nên ông liền phản ứng theo bản năng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Chu Dương cũng không có chứng cứ gì hơn nữa cái tên hứa tông hổ này đã biến mất rất nhiều năm trước rồi, không còn ai dùng tới nữa. Hổ ra chậm rãi ngồi xuống, liếc nhìn Chu Dương, mặc dù trên gương mặt vẫn là vẻ ung dung tự tại vừa nãy, thậm chí còn mang theo chút nghi ngờ, nhưng sự nghiêm trọng và khó hiểu trong đáy mắt kia có che giấu thế nào cũng không được. Đối với phản ứng của hổ ra, trong lòng Chu Dương đã có một suy đoán đại khái. Thật ra bây giờ hổ ra nói như vậy, chẳng qua là chắc chắn Chu Dương không có chứng cứ, nhưng Chu Dương làm việc đều không coi trọng chứng cứ. Huống hồ vừa nãy khi anh nói ra ba chữ hứa tông hổ, bất luận là phản ứng của hổ ra hay của bào ca, đều chứng minh bọn họ đều biết ba chữ hứa tông hổ này, không chỉ như vậy mà e rằng đó cũng là một cấm kỵ trong lòng hai người. Nghe thấy ba chữ hứa tông hổ từ miệng của một người ngoài như Chu Dương, đối với hổ ra và bào ca mà nói, chắc chắn là chuyện khiến người khác kinh ngạc. Hổ ra à, đã là lúc nào rồi sao cứ phải giấu giếm chứ, huống hồ ông và tôi cũng không phải kẻ thù, ngược lại chúng ta còn có chung kẻ địch, cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn chắc hẳn hổ ra cũng đang chờ một cơ hội, mà bây giờ không phải đang có một cơ hội rất tốt hay sao? Hơn nữa, hổ ra, có lẽ người khác không biết tên của ông, nhưng với tôi mà nói đây không phải chuyện gì khó khăn. Chu Dương tựa vào ghế phía sau, lặng lặng nhìn hổ ra. Thật ra Chu Dương nói đến thân phận hổ ra thì cũng coi như đã lật ngửa ván bài, cũng nói rõ những liên quan thiệt hơn trước mắt, cho hổ ra đưa ra lựa chọn. Tuy Chu Dương bây giờ trông như ung dung tùy ý vậy thôi, nhưng trên thực tế trong lòng Chu Dương còn căng thẳng, bất ngờ và kinh hãi hơn ai hết. Khi anh biết chuyện từ Thủy Băng Nguyệt, người mà mình quen biết chính là người trong phe thất bại của hứa ra, trong lòng anh cũng suy đoán được là ai. Nhưng khi Thủy Băng Nguyệt thật sự nói với anh tên của người đó, Chu Dương mới vô cùng kinh ngạc. Hổ ra, không sai, Lúc đó cái tên Thủy Bang Nguyệt nói nhỏ bên tai Chu Dương chính là Hổ Gia, hoặc nói Hứa Tông Hổ càng chính xác hơn. Trong ấn tượng của Chu Dương, Hổ Gia là người Đông Hải, mười mấy năm trước bắt đầu dốc sức làm việc ở Đông Hải, hình như cũng là người cùng thời đại với Nhậm Phong. Mà lúc đó tên gọi bên ngoài của ông vẫn luôn là Hổ Gia, mười mấy năm vẫn chưa từng thay đổi, cho nên nhiều người chỉ biết ông là Hổ Gia, chứ không biết tên thật của ông. Trong mắt Chu Dương, Hổ Gia ở Đông Hải mười mấy năm chắc sẽ không liên quan gì tới gia tộc hứa ra. Nhưng khi Thủy Băng Nguyệt nói với anh chuyện này, Chu Dương mới bừng tỉnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ vẫn phải xem quyết định của hứa ra. Nếu ông ấy đồng ý hợp tác, vậy mọi chuyện tiếp theo cũng dễ xử lý, nếu không, e rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ dừng lại ở đây. Bỗng chốc phòng làm việc rơi vào yên lặng. Không ai dám lên tiếng trò chuyện. Bào ca và Chu Phong bình tĩnh ngồi đó, Xong ai cũng chăm chú nhìn người kia, phòng ngừa đối phương ra tay bất ngờ. Chu Dương vẫn im lặng tựa trên ghế, phân tích một vài khả năng sẽ đồng ý hợp tác của hổ gia. Trước tiên, bản thân hổ gia có mối thù to lớn với hứa gia, mối thù này sẽ không giảm đi vì hai bên đều thuộc huyết mạch hứa gia, ngược lại càng như thế mối thù này lại càng lớn hơn. Tiếp theo, e rằng thực lực bên phe của hổ gia không còn lớn mạnh như trước. Mặc dù, danh tiếng của hổ gia vô cùng vang dội ở Đông Hải, hơn nữa cũng nhiều tiền nhiều sức, nhưng so với gia tộc ẩn giật hứa ra, đó hoàn toàn là một trời một vực. Hứa ra tùy ý phất tay một cái, e rằng thực lực còn nhiều hơn cả hổ ra. Dưới tình hình này, bất kể là khía cạnh nào tài nguyên bên phía hổ ra chắc chắn là không có nhiều bằng nhánh chính của hứa ra hiện tại. Trong mười mấy năm nay nhánh chính hứa ra có thể đã có thêm mấy tông sư võ giả, hoặc trước đây những tông sư võ giả bị thương đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng phía hổ ra, trong mười mấy năm này chắc hẳn không hề xuất hiện thêm tông sư võ giả nào, mà năm đó những tông sư võ giả bị thương e rằng đến nay trên người cũng để lại bệnh tật, thậm chí sợ là sẽ có một vài người không chống đỡ nổi, hồn phách sớm đã về Tây Thiên rồi. Vì thế bây giờ phe của hổ Gia muốn tranh đấu với nhánh chính hứa ra, chỉ dựa vào bọn họ căn bản là không thể, buộc phải tìm người hợp tác. Nhưng nhìn khắp Đông Hải, người có thể hợp tác được với hổ Gia không chỉ không sợ hứa ra, mà còn phải có thực lực nhất định, chỉ có thể là Chu Dương. Lần này trong lòng Chu Dương đã có dự đoán sơ lược, hổ Gia sẽ không từ chối thẳng thừng. Cả phòng làm việc, giờ phút này chỉ có hổ Gia lòng nóng như lửa đốt. Ông không ngờ Chu Dương lại biết nhiều như vậy. chương 780, sự quyết đoán của hổ Gia. Nên biết, phải có sự nỗ lực của cả nhóm người thì mới có thể ẩn giấu tốt thân phận của mình. Trong toàn thành phố Đông Hải này, số người biết chuyện chưa đến ba người mà ba người này đều thuộc thế hệ trước, không thể là Chu Dương được. Chẳng lẽ có người nói chuyện này cho Chu Dương? Không thể nào. Hổ ra vội gạt bỏ ý nghĩ nghi ngờ trong lòng. Bởi chuyện đó là không thể. Tuy mấy ông già sống dai kia biết vài chuyện xảy ra năm đó, nhưng họ cũng không dám đi nói lung tung ở bên ngoài. Dù cho nhóm người hổ ra có bị thua tháo chạy trước nhánh chính của hứa ra, nhưng với sức mạnh trong tay thì cũng không khó để tiêu diệt một gia tộc hạng nhất không ai lại từ bỏ an nguy của gia tộc để làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vậy ai nói cho Chu Dương? Hổ ra không biết, cũng không nghĩ ra. Nhưng ông ấy có thể nghĩ tới một điều rằng chắc chắn sau lưng Chu Dương có một thế lực vô cùng lớn mạnh. Nếu không, với địa vị hiện giờ của Chu Dương không thể biết được chuyện này. Hơn nữa lần này tới tìm ông, Chu Dương tràn đầy tự tin, phía sau còn có một tông sư võ giả. Người này là tông sư võ giả thứ hai của anh. Ngay cả người như Hồ Gia cũng chỉ thấy có mỗi một tông sư võ giả là bào ca. Thế mà Chu Dương lại có hẳn hai người, chỉ cần động não là có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Giờ Hồ Gia chỉ có hai sự lựa chọn. Một là hợp tác với Chu Dương, họ sẽ có thể đấu thắng được nhánh chính hứa ra. Như vậy, Chu Dương giải quyết được mối nguy mà họ cũng có thể quay trở lại hứa ra, trở thành nhánh chính của hứa ra. Lựa chọn còn lại là từ chối hợp tác với Chu Dương, hai người đường ai nấy đi, thậm chí hổ ra còn phải lo ngại vì chu dương đã biết thân phận thật của mình từng giây từng phút trôi qua cả bốn người đều không nói gì chu dương mãi lâu sau hổ ra mới mở lời trước nhưng giọng nói lại trở nên khàn khàn dường như vô cùng mệt mỏi hổ ra ông đã nghĩ kỹ chưa chu dương cười nhạt anh cũng thấy được vẻ thay đổi trên gương mặt của hổ ra anh biết chắc chắn hổ ra đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng khó khăn phức tạp nếu không chắc giờ ông vẫn đang suy nghĩ không nói gì. Tuy tôi không biết tại sao cậu biết thân phận của tôi, nhưng những lời cậu nói đã khiến tôi cảm động. Hổ ra khó khăn mở lời, nói được nửa lại chuyển ý. Nhưng chuyện lớn như này, một mình tôi không thể tự quyết được, tôi cần bàn bạc với những người khác, ba ngày sau sẽ trả lời cậu. Nói xong, hổ ra như mất hết sức lực, cả người nhẹ tênh, nằm sóng xoài trên ghế. Được, ba ngày sau tôi lại tới. Nghe thấy vậy, Chu Dương cũng đã rõ. Tuy hổ ra nói ông ấy không thể quyết được chuyện này, cần bàn bạc với người khác. Nhưng Chu Dương biết, nếu hổ ra đã nói vậy thì tức là ông ấy đã đồng ý với đề nghị của anh. Khi anh về, ông ấy sẽ nói quyết định lúc này của ông với người trong gia tộc. Mọi chuyện đã xong. Nhận được câu nói đó của hổ ra, Chu Dương cũng không cần ở lại đây nữa. Chào hỏi hổ ra vài câu rồi dẫn Chu Phong rời khỏi khách sạn Huy Hoàng. Sau khi hai người họ rời đi, trong phòng làm việc, Hổ Gia và Bào Ca nhìn nhau, họ thấy vẻ bất lực và kinh ngạc trong mắt nhau. Hổ Gia, sao Chu Dương lại biết? Bào Ca giấu đi vẻ kinh ngạc, đi tới bên Hổ Gia, nghiêm túc hỏi. Thực ra, Bào Ca cũng là người của gia tộc Hứa Gia, nếu xét vai vế thì anh ta là em họ của Hổ Gia. Vậy nên Bào Ca vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chu Dương biết thân phận thật sự của Hổ Gia. Trước kia lúc Bào Ca tiếp xúc với Chu Dương, anh ta không hề thấy điều gì khác thường ở Chu Dương cả. Nhưng hôm nay đột nhiên Chu Dương tới nói những lời như vậy, quả thật khiến Bảo Ca một phen khiếp sợ. Tôi không biết, nhưng ở Đông Hải này, chỉ có ba người biết chuyện này, hơn nữa cả ba người họ đều già cả rồi, sẽ không vì tiện nói ra chuyện này đâu. Do dự một lúc, Hổ ra nói tiếp, chắc chắn phía sau Chu Dương có một thế lực lớn mạnh, trước kia tôi luôn nghĩ cậu ấy chỉ có công ty danh Dương, có quan hệ với Tô Gia và Trần Thế Hảo ở câu lạc bộ Silver Lake, nhưng giờ xem ra đó chỉ là thuật che mắt kẻ khác chúng ta không hề biết thế lực đứng sau âm um, bao ca chỉ cảm thấy càng sốc hơn nếu chu dương chỉ có quan hệ với công ty danh dương và tô gia thôi thì chẳng ăn thua gì và hổ gia cũng không cần sợ chỉ có trần thế hào ở câu lạc bộ silver lake là khiến hổ gia hơi lo sợ ngay cả một người tinh ý cũng có thể nhìn ra mối quan hệ lệ thuộc giữa trần thế hào và chu dương mà trước giờ hổ ra vẫn luôn cho rằng người đứng sau câu lạc bộ Silver Lake là Chu Dương, nhưng thực chất nó lại khác xa so với những gì lúc đầu hổ ra nghĩ. Vậy chúng ta phải hợp tác với anh ta thật sao? Thực lực hiện giờ của Chu Dương cũng chỉ có hai tông sư võ giả, dù có thêm cả chúng ta cũng không phải đối thủ của nhánh chính hứa ra. Vẻ mặt bào ca hơi nghiêm trọng. Lúc nãy có mặt Chu Phong, bào ca không tiện nói ra, nhưng giờ anh ta có thể nói ra hết mọi nghi ngờ và lo lắng của mình phải biết rằng tuy chu dương vô cùng thần bí nhưng sức mạnh mà anh bày ra hiện giờ cũng chỉ là hai tông sư võ giả mà thôi điều này thua xa so với thực lực của đám người hổ gia tuy từ lúc tách khỏi hứa gia họ cũng thiếu rất nhiều nhân lực một vài tông sư võ giả bị thương trước đó tuy chưa khỏi hẳn nhưng cũng bình phục được kha khá rồi trong suốt mười mấy năm nay họ cũng chỉ có một mình bào ca là vượt qua được cảnh giới của tông sư võ giả và đó cũng là cảnh giới lớn nhất mà họ có thể làm được. Không có nhân lực, mọi thứ đều bỏ đi. Ừ, tôi muốn hợp tác, tuy hiện giờ Chu Dương chỉ có hai tông sư võ giả, nhưng đừng quên, trước đó cậu ấy chỉ có mỗi Như xuyên, cậu ấy còn trẻ như vậy, nếu đặt vào thời kỳ hưng thịnh nhất của hứa gia ta năm đó thì cũng được coi là một trong những người tài ba. Có một, có hai, có khi có ba bốn cũng nên, tôi sẽ thương lượng với bên gia tộc, cậu đi chuẩn bị vài thứ, triệu tập thế lực ở Đông Hải của chúng ta năm đó, bảo họ chờ lệnh. Vâng. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 46.